Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương 226 đè lên người. Lệ Uy Long vừa tỉnh dậy từ trong mộng, không nghe rõ Chu Nhược Mai nói gì, chỉ nghe thấy Chu Nhược Mai la hét, lúc này anh mới biết là đang ôm vợ. Vì thế, anh vẫn ôm Chu Nhược Mai, ngược lại hỏi, Dư Hân, sao anh lại đè lên anh? Vừa rồi em ngủ quên, vô tình lăn ra giường. Chu Nhược Mai giải thích. Sao lại bất cẩn như vậy, làm anh sợ muốn chết? Lệ Uy Long tin lời Chu Nhược Mai. Vô tình lăn ra khỏi giường vì ngủ gật là chuyện thường tình. Tay của anh, buông tay của anh ra. Chu Nhược Mai vừa cảm thấy xấu hổ vừa tức giận Lệ Uy Long vẫn chưa buông tay. Tay của anh làm sao? Lệ Uy Long ngơ ngác hỏi, vì anh vừa mới tỉnh dậy và đầu óc còn chưa tỉnh táo. Đồ đê tiện, buông tay lợn của anh ra. Chu Nhược Mai bị Lệ Uy Long nắm chặt càng thêm xấu hổ. Cô chỉ muốn trêu chọc tên khốn Lệ Uy Long này một chút, không ngờ lại bị anh bắt lại, thật đáng xấu hổ. Lúc này, Lệ Uy Long cảm thấy lòng bàn tay mềm mại, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh bị sốc và vội vàng thả lòng bàn tay ra. Anh không cố ý, Lệ Uy Long vội vàng giải thích. Em thấy anh cố ý đấy, Chu Nhược Mai đỏ mặt nói. Anh thật sự không cố ý, em đột nhiên đè lên người anh còn tưởng có thứ gì đó rơi xuống, theo bản năng liền vươn hai tay ra ôm lấy. Lệ Uy Long tiếp tục giải thích. Anh không cần phải nói gì cả, đừng có giải thích để lấp liếm. Đừng tưởng rằng em không biết suy nghĩ lươn lẹo của anh. Chu Nhược Mai trong lòng thật ra biết rõ Lệ Uy Long nhất định không phải cố ý, nhưng thấy Lệ Uy Long lo lắng mà giải thích như vậy, cô liền muốn đổ tội cho anh. Anh vừa mới tỉnh dậy, làm gì có thời gian để suy nghĩ linh tinh được. Lệ Uy Long cảm thấy mình bị đổ oan. Chu Nhược Mai càng tức giận hơn khi nhìn thấy Lệ Uy Long chết cũng không thừa nhận, không phải chỉ là bóp vào vợ mình sao? Sao phải giải thích nhiều như vậy làm gì? Nếu không phải cố ý, tại sao anh lại bóp chính xác như vậy? Chu Nhược Mai nói. Đây hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lệ Uy Long than vãn. Trên thế giới này làm sao có nhiều trùng hợp như vậy? Chu Nhược Mai cảm thấy nằm trên người Lệ Uy Long không ổn, vì vậy cô trở mình, lăn qua Lệ Uy Long, sau đó đứng dậy, đỏ mặt, tim đập nhanh trở lại giường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lần sau đi ngủ hãy cẩn thận. Đừng lăn ra giường nữa. Lệ Uy Long nói. Anh nghĩ em muốn lăn xuống sao? Chỉ là em ngủ quên lật người mà lăn xuống thôi. Chu Nhược Mai nói. Em lăn xuống thì rất nguy hiểm cho anh. Lúc nào anh bị đè chết cũng không biết. Lệ Uy Long nói. Chu Nhược Mai muốn nói rằng em ngã xuống thì nguy hiểm thì sao anh không lên giường ngủ đi. Nhưng trong trường hợp này, cô xấu hổ không dám nói ra. Để cho anh đặt mền dưới sàn, em cũng cảm thấy nguy hiểm. Nếu không cẩn thận sẽ rơi vào hang sói. Chu Nhược Mai không cam tâm mà phán bác lại một câu. Vậy thì anh quay lại phòng mình đây. Lệ Uy Long nói. Chu Nhược Mai tức giận đến mức muốn đánh anh. Cô chỉ làm loạn một chút. Sao anh lại không hiểu chuyện tình cảm chút nào vậy? Tại sao lại chuyển về phòng cũ ở? Anh không thể chuyển đi. Chu Nhược Mai đành phải thỏa hiệp với Lệ Uy Long, người đàn ông thẳng như ruột ngựa này. Tại sao? Lệ Uy Long hỏi. Bởi vì em không dám ở một mình, Chu Nhược Mai nói. Thôi, vậy thì anh sẽ tiếp tục ở cùng em, Lệ Uy Long nói. Đừng cãi nữa, ngủ đi, Chu Nhược Mai bực bội nói. Vừa nhìn Lệ Uy Long là biết cam tâm ngủ dưới sàn nhà cả đời, đúng là vô phương cứu chữa. Thấy Chu Nhược Mai không muốn nói thêm, Lệ Uy Long cũng không nói nữa. Chương 227 ngập ngừng. Hai người vốn là vợ chồng, nửa đêm cô nam quả nữ ở chung một phòng. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, cả hai đều có chút bối rối. Cả hai đều đang rất muốn cùng nhau chủ động, nhưng cả hai đều xấu hổ trong việc chủ động đó. Nửa giờ sau, Lệ Uy Long nhắm mắt giả vờ ngủ, hy vọng rằng Chu Nhược Mai có thể lăn khỏi giường một lần nữa. Chu Nhược Mai nghĩ rằng Lệ Uy Long đã thực sự ngủ, cô rất tức giận. Cô trằn trọc không sao ngủ được, tên khốn này lại ngủ thiếp đi nhanh như vậy, thật uổng công mình chủ động. Cô quyết định ra khỏi giường một lần nữa. Dù sao thì cô cũng khó chịu và không ngủ được. Cô biết rằng không thể chờ một người đàn ông thẳng như ruột ngựa như Lệ Uy Long chủ động được. Phải có chuyện gì đó để cô tự chủ động là tốt nhất. Nếu không, bản thân có thể ở góa cả đời. Cô nghĩ rồi quyết định làm luôn, Chu Nhược Mai liền trở mình dậy bước xuống giường một lần nữa. Lần này, Chu Nhược Mai rơi sấp mặt xuống đất. Mặc dù lúc này Lệ Uy Long đã nhắm mắt lại nhưng anh vẫn chưa ngủ,
anh vẫn luôn tưởng tượng rằng Chu Nhược Mai lại có thể ngã xuống giường một lần nữa. Nếu chẳng may Chu Nhược Mai lại có thể ngã xuống giường, chắc chắn anh sẽ nắm lấy cơ hội. Đang lúc suy nghĩ lung tung, chợt cảm thấy trước người mát lạnh, anh sửng sốt, đột nhiên mở mắt ra. Sau đó, anh lại thấy Chu Nhược Mai thật sự ngã xuống từ trên giường. Bởi vì khoảng cách quá gần, khi Lệ Uy Long phản ứng lại, Chu Nhược Mai đã ngã vào người anh. Rất ngẫu nhiên mà lần này khi Chu Nhược Mai ngã xuống, khuôn mặt của cô vừa đối mặt với Lệ Uy Long, miệng vừa hay áp vào miệng Lệ Uy Long. Lệ Uy Long được áp vào đôi môi thơm của Chu Nhược Mai, cả người đột nhiên choáng ngợp, cảm thấy thế giới quay cuồng. Đặc biệt là mái tóc nhẹ nhàng của Chu Nhược Mai bao trùm lấy anh, hương thơm tràn vào khiến anh như đang cơn trong mộng. Và chính Chu Nhược Mai cũng không ngờ mình tùy tiện lăn xuống lại lăn đúng nơi như thế. Tất cả những điều này có lẽ là do ý trời. Đêm nay, dường như một câu chuyện đã được định sẵn sẽ xảy ra. Lệ Uy Long lần này ngừng nói, trực tiếp hôn lên môi Chu Nhược Mai. Lập tức toàn thân Chu Nhược Mai run lên, cô không ngờ đêm nay Lệ Uy Long lại táo bạo như vậy. Anh làm sao vậy? Chu Nhược Mai vẻ mặt đỏ bừng hỏi. Anh không biết phải nói thế nào. Khuôn mặt của Lệ Uy Long đỏ ửng lên. Anh cứ mạnh dạn nói ra, em sẽ không bắt nạt anh nữa. Hiếm khi Chu Nhược Mai thấy Lệ Uy Long ngại ngùng như vậy, vì thế cô lại muốn trêu chọc anh. Anh muốn, Lệ Uy Long ngập ngừng nói. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Anh nói đi, Chu Nhược Mai thấy Lệ Uy Long ngập ngừng như vậy thì nóng lòng muốn biết câu trả lời. Loại cảm giác này giống như đang đọc một cuốn tiểu thuyết rất hay, chỉ là đến đoạn gay cấn thì bị tác giả cho dừng lại, thật sự là không chịu nổi. Đối mặt với câu hỏi của Chu Nhược Mai, Lệ Uy Long không muốn nói gì nữa, mà trực tiếp ôm lấy Chu Nhược Mai, hôn lại cô. Mọi lời nói không trực tiếp bằng hành động, vì anh rất xấu hổ khi nói ra, anh đã dùng hành động để thể hiện điều đó. Chu Nhược Mai đột nhiên trở nên bối rối trở lại, nhưng Lệ Uy Long cũng đã bắt đầu trở nên chủ động. Tuy nhiên, đây cũng là điều cô muốn, nên cô cũng không nói gì nữa. Cả hai như thể tâm linh tương thông, mọi chuyện sẽ tự nhiên mà đến. Chương 228 thời điểm mấu chốt. Đây là khoảnh khắc mà Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai đều mong đợi từ rất lâu, họ đã là vợ chồng, đã đủ trưởng thành, chuyện này lẽ ra phải làm từ lâu rồi. Bây giờ đã là chuyện tất nhiên, cả hai đều nóng lòng muốn bứt phá. Á, đau quá! Trong cơn nóng cuốn theo, Lệ Uy Long đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn. Anh có chuyện gì vậy? Chu Nhược Mai đang say sưa trong nụ hôn với Lệ Uy Long, cô bị sốc khi nghe anh đột nhiên kêu đau một tiếng. Đầu gối của em đè lên vết thương trên chân của anh. Lệ Uy Long đau đến mức trán ướt đẫm mồ hôi. Cái gì? Vết thương của anh ở đâu? Chu Nhược Mai hỏi. Lệ Uy Long bây giờ vẫn đang mặc quần nên cô đã không thể nhìn thấy vết thương ở đâu. Đương nhiên, Chu Nhược Mai vẫn đang mặc quần áo, vừa rồi cô đang hôn Lệ Uy Long, còn chưa phát triển thêm. Đó là vết thương do súng bắn mà anh phải chịu đau lần trước, nó giờ vẫn chưa lành. Lệ Uy Long nói, vào thời khắc mấu chốt này, nếu không phải bởi vì vết thương đặc biệt đau đớn, anh sẽ không bao giờ kêu đau đớn như vậy. Chu Nhược Mai biết Lệ Uy Long bị một vết thương do súng bắn vào chân phải, khi cô định thần lại thì thấy vị trí vết thương của anh đang chảy máu, vết máu loang ra một màu đỏ ở quần. Chết rồi, anh đang chảy nhiều máu quá, phải làm sao bây giờ? Chu Nhược Mai hoảng hốt nói. Không sao đâu, chỉ là một chút máu thôi, em đừng căng thẳng. Lệ Uy Long nói. Xin lỗi, em quên mất anh đang bị thương ở chân, lỡ tay chạm vào vết thương. Em không cố ý, Chu Nhược Mai nói. Không sao, đương nhiên anh biết em không cố ý. Chúng ta tiếp tục đi, Lệ Uy Long nói. Tiếp tục cái gì? Chu Nhược Mai kinh ngạc hỏi. Tiếp tục những việc còn dang dở vừa rồi, Lệ Uy Long nói. Anh không sao chứ? Chu Nhược Mai vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Ừ, chỉ cần em không chạm vào vết thương của anh là được. Lệ Uy Long không muốn bỏ lỡ cơ hội này, cũng không muốn khiến Chu Nhược Mai mất hứng, anh quyết định tiếp tục chịu đau đớn. Anh thật sự muốn chết à? Vết thương chảy nhiều máu, còn vẫn muốn tiếp tục. Chu Nhược Mai cứng họng. Anh sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ khó có cơ hội như vậy trong tương lai. Lệ Uy Long nói. Anh thật ngốc, việc gì phải gấp, việc cấp bách nhất là phải cầm máu trước đã. Chu Nhược Mai kinh hãi khi thấy vết thương của Lệ Uy Long chảy rất nhiều máu, cô đang rất lo lắng. Anh vẫn còn muốn tiếp tục. Nhưng bây giờ anh muốn việc đó. Vết thương nhỏ này không là gì đối với anh cả, mau lên đi.
Lê Uy Long nói. Em rất sợ máu, em bây giờ không muốn nữa. Hơn nữa trên chân anh bị thương như vậy làm chuyện này thật sự rất bất tiện. Chu Nhược Mai nói. Cô cảm thấy Lê Uy Long bị thương ở chân, chắc hẳn ảnh hưởng rất lớn, không thể cử động được, chẳng lẽ phải để cô chủ động. Cô là một cô gái lại đi chủ động, như vậy rất xấu hổ. Được, vậy anh cầm máu trước. Lê Uy Long nghe Chu Nhược Mai nói sợ máu nên không dám ép. Anh vô cùng khó chịu, vết thương này đúng là đã đỡ, nhưng anh lại chảy rất nhiều máu vào thời khắc mấu chốt này. Vốn dĩ tối nay lúc anh dùng lực đạp Vĩnh Kim Bảo, vết thương cũ đã rách toạc ra vài chỗ chảy máu, lại bị đầu gối của Chu Nhược Mai đè lên trực tiếp, khiến vết thương vỡ ra hoàn toàn và chảy máu nhiều. Em sẽ đưa anh đến bệnh viện để cầm máu, Chu Nhược Mai nói. Không, bây giờ đang là 2 giờ sáng, anh có thể tự xử lý. Lê Uy Long nói. Anh có thể tự cầm máu được không? Chu Nhược Mai hỏi. Chắc không sao đâu, Lê Uy Long nói. Vậy anh mau cởi quần ra cầm máu, Chu Nhược Mai nói. Anh sẽ về phòng mình để cầm máu. Lê Uy Long có chút xấu hổ, ngại cởi quần trước mặt Chu Nhược Mai. Chương 229 chi phí bồi thường. Chu Nhược Mai bỗng cạn lời, anh cứ nói muốn làm chuyện đó với chính cô, bây giờ anh lại xấu hổ không muốn cởi quần ra trước mặt cô để xem vết thương. Lê Uy Long khập khiễng ra khỏi phòng của Chu Nhược Mai và trở về phòng của mình. Mặc dù anh không chuyên y thuật như Lưu Bảo Thông, nhưng anh có thể xử lý những vết thương đơn giản như thế này. Bị thương trên chiến trường là chuyện bình thường, đôi khi phải tự cứu mình, không thể trông cậy vào các bác sĩ quân y trong tình huống khẩn cấp. Sau 10 phút, Lê Uy Long đã xử lý vết thương và tập tễnh trở về phòng của Chu Nhược Mai. Sớm như vậy đã xong rồi à? Chu Nhược Mai hỏi. Ừ, anh đã uống một ít thuốc cầm máu, băng bó đơn giản nên rất nhanh. Lê Uy Long nói, anh đã có sẵn thuốc cầm máu và băng gạc trong phòng. Không sao là tốt rồi, ngủ đi. Chu Nhược Mai nói, bởi vì vết thương của Lê Uy Long đang chảy máu khiến cô bị sốc, cảm hứng trong chuyện ân ái của cô không còn nữa. Được rồi, mình đi ngủ thôi. Lê Uy Long cũng vì vết thương mà mất đi sự hứng thú. Vì vậy Chu Nhược Mai đã nằm trên giường đi ngủ. Lê Uy Long tiếp tục ngủ dưới sàn nhà. Nhìn thấy Lê Uy Long ngủ dưới sàn một lần nữa, Chu Nhược Mai không khỏi cảm thấy khó chịu, vừa rồi còn động chạm như thế mà anh vẫn ngủ được sao? Cô sẽ không yêu cầu Lê Uy Long ngủ trên giường, nếu anh đã thích mang chăn đệm ngủ dưới sàn nhà đến vậy thì cô sẽ để anh ngủ. Lê Uy Long nằm dưới sàn nhà, thật ra trong lòng rất phiền muộn. Hai người đều rất mệt mỏi, một lúc sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Chu Nhược Mai đi làm bình thường. 10 giờ sáng, Chu Hòa đến tập đoàn Galaxy tìm Chu Nhược Mai. Bố đến gặp con có chuyện gì thế ạ? Chu Nhược Mai hỏi. Dư Hân, tối hôm qua bà của con không nói với con sao? Tập đoàn Chu Thị của chúng ta sắp chấm dứt hợp tác với tập đoàn Galaxy. Bố đến đây để bồi thường thanh lý hợp đồng thay cho tập đoàn Chu Thị. Chu Hòa nói. Mọi người thực sự định phá vỡ hợp đồng. Chu Nhược Mai hỏi. Bà của con đã lên tiếng, chúng ta có thể không phá vỡ hợp đồng không? Dư Hân, không liên quan gì đến bố. Con biết đấy, bố không có chỗ đứng trong nhà họ Chu, lời nói của bố không có tác dụng gì. Bà của con là người có quyền quyết định cuối cùng, chuyện này bố không thể giúp con được. Chu Hòa nói. Con biết, đó không phải là lỗi của bố. Bà và chú hai của con đã làm con thất vọng quá nhiều. Lúc con cần hỗ trợ nhất, họ đã cạn tình cạn nghĩa như thế này đây. Chu Nhược Mai nói. Tình hình của tập đoàn Galaxy bây giờ thế nào? Chu Hòa hỏi. Tình hình không mấy khả quan. Hiện nhiều đối tác đã rút vốn và sang hợp tác với tập đoàn Vương Lôi. Nhiều nhân viên cứ thế mà nghỉ việc mà không cần nhận lương. Họ đến thẳng tập đoàn Vương Lôi làm việc. Tập đoàn Galaxy rơi vào tình trạng đóng băng. Nhiều dự án đã bị đình trệ và dừng lại. Chu Nhược Mai nói. Hay là để bố đến tập đoàn Galaxy giúp con? Chu Hòa nói. Ông không có kinh phí để giúp con gái nên chỉ có thể đến với tập đoàn Galaxy để hỗ trợ con gái. Nếu bố tới giúp con, nhất định sẽ bị bà nội đuổi ra khỏi nhà họ Chu. Ba nghĩ đi, con không muốn hại ba. Bởi vì tập đoàn Galaxy có thể không tồn tại được bao lâu, con sợ rằng sẽ cho ba nghỉ việc. Cô không thể làm tổn thương bố mình. Mặc dù cô biết rằng bố mình rất có năng lực, nhưng vấn đề là ông không thể một mình giải quyết các vấn đề của tập đoàn Galaxy. Trong tình thế hiện tại, không ai có thể lật ngược tình thế và cứu được tập đoàn Galaxy. Chu Hòa cũng cảm thấy mình đến cũng không có ích lợi gì,
tập đoàn Vương Lôi vung tiền tiêu xài hoang phí bằng mọi giá để cản trở tập đoàn Galaxy, khi không đủ kinh phí hoạt động, không ai có thể chống lại tập đoàn Vương Lôi. Trong trường hợp này, chúng ta hãy xử lý vi phạm hợp đồng trước đã. Chu Hòa nói. Được rồi, Chu Nhược Mai cũng không từ chối bồi thường thiệt hại thanh lý. Mặc dù cô và Chu Hòa có quan hệ bố con, nhưng hiện tại chuyện giữa tập đoàn Galaxy và tập đoàn Chu Thị, cô đại diện cho tập đoàn Galaxy, còn Chu Hòa đại diện cho tập đoàn Chu Thị, là mối quan hệ giữa hai công ty. Cô vẫn phải thu số tiền đáng lẽ phải thu. Cho dù tập đoàn Chu Thị là công ty của gia đình cô vẫn phải nhận tiền bồi thường thiệt hại. Sau khi Chu Hòa trả số tiền bồi thường thiệt hại đã thanh lý, ông ấy nói, Chu Nhược Mai, bố thực sự rất xấu hổ. Nhìn thấy con đang gặp khó khăn mà không thể giúp. Không sao đâu, vốn dĩ con đã ký hợp đồng với bố để nâng cao địa vị của gia đình mình trong nhà họ Chu. Cuối cùng không ngờ lại xảy ra chuyện này, là con không giúp được gì cho bố. Chu Nhược Mai nói, lòng tốt của con, bố xin nhận, nếu con có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, sau này đừng hợp tác với nhà họ Chu nữa. Chu Hòa nói, bản thân ông cũng thấy rất xấu hổ về những gì nhà họ Chu đã làm. Khi nào con vượt qua được rồi nói sau, Chu Nhược Mai trong lòng cũng đã quyết định rằng một công ty phản bội như tập đoàn Chu Thị, nếu tập đoàn Galaxy của mình có thể đứng vững thì sẽ không bao giờ hợp tác với tập đoàn Chu Thị nữa. Chương 230 bàn luận về tương lai công ty. Bây giờ con gặp phải khó khăn lớn như vậy, Lệ Uy Long có giúp con tìm ra cách giải quyết không? Chu Hòa hỏi lại. Không, anh ấy có thể nghĩ ra cái gì chứ? Anh ấy chỉ nói với con rằng đừng suy nghĩ về bất cứ điều gì, cứ làm việc bình thường, nói rằng tập đoàn Galaxy sẽ là người chiến thắng cuối cùng, và khoe khoang rằng tập đoàn Vương Lôi sớm muộn cũng sẽ là của con. Lệ Uy Long thực sự đã nói như vậy sao? Chu Hòa ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, anh ấy đúng là đã khoác lác như vậy đấy, tập đoàn Vương Lôi làm sao có thể là của con được? Chu Nhược Mai nói. Đừng nói như vậy, bố luôn cảm thấy con người Lệ Uy Long không phải người bình thường, có lẽ cậu ta đã bắt đầu hành động rồi, chỉ là con không biết mà thôi. Chu Hòa nói. Bố, chẳng lẽ bố bị ngốc rồi sao? Bố thực sự tin lời của Lệ Uy Long? Chu Nhược Mai ngạc nhiên hỏi. Mặc dù bố không có nhiều năng lực, nhưng nhìn người vẫn khá chính xác. Có lẽ là được di truyền từ ông nội. Lệ Uy Long là người chồng mà ông nội đích thân chọn cho con. Tầm nhìn của ông nội chắc chắn không sai. Chu Hòa nói. Nhưng, Lệ Uy Long luôn bị người khác chửi là kẻ vô dụng. Rốt cuộc bố nhìn thấy chỗ không tầm thường của anh ấy ở đâu? Chu Nhược Mai hỏi. Mặc dù Lệ Uy Long luôn bị nhà họ Chu của chúng ta mắng là đồ vô dụng, nhưng chỉ cần cậu ta muốn làm, cậu ấy chưa bao giờ là không làm được. Đám cưới của con và đám tang của ông nội chính là bằng chứng tốt nhất. Chu Hòa nói. Điều bố nói cũng có lý. Anh ấy quả thực có phần nào khả năng. Nhưng lần này, anh ấy nói rằng tập đoàn Vương Lôi sẽ là của con. Đây chỉ đơn giản là một điều viển vông. Nó không hề thực tế chút nào. Đó chắc chắn là một giấc mơ ngu ngốc. Con không quen ai ở tập đoàn Vương Lôi cả. Làm sao nói tập đoàn đó sẽ là của con? Chu Nhược Mai nói. Cậu ấy sẽ có cách của mình. Có lẽ lần này là bất ngờ thứ hai cậu ấy dành cho con sau đám cưới. Chu Hòa nói. Thật tuyệt nếu anh ấy có khả năng này, con không dám nghĩ đến. Chu Nhược Mai nói. Vì cậu ấy đã nói với con rằng đừng lo lắng bất cứ điều gì, vậy thì cứ làm theo lời cậu ấy, cứ đi làm bình thường. Tóm lại, bố càng ngày càng tin tưởng cậu ấy. Chu Hòa nói. Được rồi, hiện tại con không thể nghĩ ra cách nào, con chỉ có thể làm cách này thôi. Chu Nhược Mai nói. Thôi được. Bố không làm phiền con nữa, ba về trước đây. Chu Hòa nói. Vâng, bố đi từ từ thôi. Chu Nhược Mai nói. Không lâu sau khi Chu Hòa rời đi, Ngô Vi đến gặp Chu Nhược Mai. Chủ tịch, rất nhiều nhân viên đã rời đi ngày hôm nay. Ngô Vi nói. Người ta muốn lên chỗ cao, muốn giữ cũng không được. Chu Nhược Mai nói. Nếu điều này tiếp tục, công ty của chúng ta sẽ chỉ còn lại lớp vỏ. Chúng ta phải nghĩ cách để thêm một số nhân viên vào. Ngô Vi nói. Chu Nhược Mai suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ là lúc sinh viên đại học sắp tốt nghiệp. Nhiều sinh viên đại học sẽ ra ngoài thực tập. Chúng ta sẽ đăng thông tin tuyển dụng ở nhiều trường đại học khác nhau để xem có thể tuyển được một số sinh viên tốt nghiệp không. Chà, đó là một ý kiến hay. Tôi sẽ lập tức cho người đăng thông tin tuyển dụng. Ngô Vi nói. Cô đi làm đi, đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ. Khi những nhân viên cũ không còn, chúng ta sẽ đào tạo lại những nhân viên mới và để họ trở thành những người ưu tú của công ty chúng ta. Chu Nhược Mai nói.
Được, tôi làm ngay. Ngô Vi nói xong liền đi ra ngoài. Hôm nay Lệ Uy Long lại đến bệnh viện và nhờ Lưu Bảo Thông điều trị lại vết thương ở chân. Anh Thiên, sau lần này, anh không thể để tác động đến vết thương được. Bằng không, việc này lặp lại, vết thương vừa lành đã bị anh làm bị thương trở lại, cho dù tôi là bác sĩ thiên tài đến mấy cũng không có cách nào chữa được. Tôi cũng không muốn như thế này. Chuyện xảy ra đêm qua là có lý do nên mới bất đắc dĩ như thế. Lệ Uy Long nói, nếu anh có chuyện gì, cứ để Thiên Thành hoặc Hà Ngọc Lan giải quyết. Anh không cần phải tự mình làm mọi việc. Lưu Bảo Thông biết rằng Lệ Uy Long đã cố gắng dạy dỗ Vĩnh Kim Bảo ở khách sạn Thiên Long tối qua. Được rồi, tôi hiểu rồi. Lệ Uy Long không muốn nói với Lưu Bảo Thông rằng Chu Nhược Mai đã làm vết thương của anh bị toạc ra. Trong khi Lưu Bảo Thông đang điều trị vết thương cho Lệ Uy Long thì Hà Ngọc Lan cũng đi đến bệnh viện. Chương 231 cùng Hà Ngọc Lan dạo phố. Cô không ở khách sạn mà chạy đến đây làm gì? Lệ Uy Long không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Hà Ngọc Lan đi tới. Ở trong khách sạn cả ngày chán quá, tôi gần như nghẹt thở thôi. Sao anh lại bị thương? Hà Ngọc Lan ngạc nhiên hỏi khi thấy chân của Lệ Uy Long bị đau. Tôi vốn dĩ đã bị thương ở chân. Khi dạy dỗ Vĩnh Kim Bảo tối qua, vết thương của tôi bị nứt ra, nhưng bây giờ đã băng bó lại rồi. Lệ Uy Long nói, một nhân vật nhỏ bé như Vĩnh Kim Bảo cần gì anh phải ra tay, cứ dứt khoát để tôi giết ông ta là được, Hà Ngọc Lan nói. Không được vội vàng, vẫn chưa phải lúc, Lệ Uy Long nói. Vậy thì đợi đến lúc nào? Hà Ngọc Lan hỏi. Khi thời điểm đến, tôi sẽ tự nhiên thông báo cho cô. Lệ Uy Long nói. Được rồi. Hiện tại tôi không có việc gì làm, thật là nhàm chán. Hà Ngọc Lan nói. Lệ Uy Long nói, cô có chán thì tôi cũng không có cách nào. Lúc này, Lưu Bảo Thông đã xử lý xong vết thương của Lệ Uy Long. Anh Thiên, lúc này anh cũng không có việc gì, sao anh không cùng tôi đi dạo phố? Hà Ngọc Lan nói. Tôi không thích đi dạo phố, cô thích thì tự đi đi. Lệ Uy Long nói. Tôi không quen với cuộc sống và nơi ở của thành phố Đà Lạt. Anh ở lại với tôi đi. Hơn nữa, một cô gái như tôi ra ngoài, ngộ nhỡ bị bắt cóc thì sao? Hà Ngọc Lan làm nũng. Lệ Uy Long mồ hôi đầm đìa, ai dám bắt cóc cô, trừ khi người đó không muốn sống nữa. Được, vậy tôi sẽ cùng cô đi dạo một vòng. Lệ Uy Long biết một khi Hà Ngọc Lan đã nói đi chơi thì rất khó chối được, vì vậy anh đơn giản đồng ý với cô. Như cô ấy nói, dù sao thì anh cũng không có việc gì nên đi cùng cô ấy đi dạo cũng chẳng có hại gì. Vì vậy, Hà Ngọc Lan đã đi chơi với Lệ Uy Long một cách vui vẻ. Hà Ngọc Lan chịu trách nhiệm lái xe, Lệ Uy Long không biết đi mua sắm ở đâu, vì vậy anh đã để cho Hà Ngọc Lan tự lái xe xung quanh. Khi xe đi qua một đoạn đường tương đối hẻo lánh, Hà Ngọc Lan và Lệ Uy Long nhìn thấy một phụ nữ đang ngồi khóc bên đường. Cô hãy dừng xe lại và hỏi xem tình hình cô ấy như thế nào đi. Lệ Uy Long nói. Được, Hà Ngọc Lan lập tức dừng xe. Hà Ngọc Lan bước ra khỏi xe và hỏi người phụ nữ đang khóc, chuyện gì vậy cô? Con tôi vừa bị bắt cóc, người phụ nữ khóc. Ai bắt cóc con cô? Có chuyện gì vậy? Hà Ngọc Lan lại hỏi. Khi tôi và con tôi đang đi bộ đến đây, một chiếc xe tải đột ngột dừng lại. Một người đàn ông bắt con tôi lên xe và bỏ chạy. Tôi cũng không biết họ, đó chắc là một nhóm buôn người. Người phụ nữ nói. Khi Hà Ngọc Lan nghe những được người phụ nữ nói vậy, cô rất tức giận và hỏi, bọn chúng đã chạy bao lâu rồi? Khoảng 5 phút, người phụ nữ nói. Cô có nhớ biển số xe của họ không? Hà Ngọc Lan hỏi lại. Tôi đã nhìn thấy biển số xe của họ, đó không phải biển số xe của địa phương. Người phụ nữ nói. Vậy cô mau theo tôi lên xe, chúng tôi sẽ giúp cô đem đứa nhỏ về. Hà Ngọc Lan nói. Chương 232 đuổi theo bọn buôn người. Quá tốt rồi, cảm ơn cô. Người phụ nữ nói với vẻ biết ơn khi lên xe. Người phụ nữ này tên là Hoàng Minh Diệp, khi đang đi dạo cùng con gái 3 tuổi thì bất ngờ con gái bị cướp đi. Sau khi lên xe, Hà Ngọc Lan nói với Lệ Uy Long, anh Thiên, con cô ấy bị bắt đi rồi. Tôi quyết định đưa cô ấy tìm đứa trẻ về, anh có đồng ý không? Dù gì thì Lệ Uy Long cũng là sếp của cô không dám đưa ra bất cứ ý kiến gì, phải chờ anh chỉ dẫn. Đương nhiên là tôi không có vấn đề gì. Cô cho xe chạy nhanh lên. Lệ Uy Long nói. Mặc dù vừa rồi anh không xuống xe, nhưng anh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Hà Ngọc Lan với người phụ nữ kia và biết rằng đứa con của người phụ nữ đã bị cướp. Trong tình huống như thế này, ngay cả khi Hà Ngọc Lan không nói đi cứu đứa trẻ,
anh cũng sẽ ra lệnh cô chạy xe đi cứu bé. Mọi người đều ghét những kẻ buôn người, và Lê Uy Long và Hà Ngọc Lan cũng không ngoại lệ. Lê Uy Long không khoan nhượng với hành vi phạm tội cướp trẻ em. Được sự đồng ý của Lê Uy Long, Hà Ngọc Lan hỏi Hoàng Minh Diệp, bọn chúng đã chạy về hướng nào? Bọn chúng chạy về phía trước. Hoàng Minh Diệp chỉ về hướng phía trước xe và nói. Hà Ngọc Lan lập tức khởi động xe và nhanh chóng đuổi theo hướng mà kẻ buôn người đang tẩu thoát. Với tư cách là đội trưởng của đội đặc nhiệm, kỹ năng lái xe của Hà Ngọc Lan là không cần phải bàn, không phải Ánh Hạ có thể so sánh. Cô ấy lái xe rất nhanh, còn nhanh hơn lần trước Ánh Hạ đưa Lê Uy Long đến giúp đồng nghiệp ở thung lũng Ngạc Khuông. Tuy nhiên, lần này Lê Uy Long ngồi rất bình tĩnh, cũng không sợ hãi như lần trước khi ngồi trong xe của Ánh Hạ. Bởi vì anh tuyệt đối tin tưởng vào tài lái xe của Hà Ngọc Lan. Tuy nhiên, Hoàng Minh Diệp ngồi ở hàng ghế sau thì khác. Lần đầu tiên đi xe nhanh như vậy, cô cảm thấy xe như thể sắp bay lên, cô ấy sợ hãi hét lên. Cô lái xe chậm hơn được không? Hoàng Minh Diệp sợ hãi nói. Nếu tôi lái xe chậm, tôi sẽ không thể đuổi kịp kẻ buôn người và cô sẽ không thể cứu con mình. Hà Ngọc Lan nói, vì kẻ buôn người đã bỏ chạy được 5 phút, nên tôi phải lái xe thật nhanh để đuổi kịp. Vì 5 phút là đủ để chạy một quãng đường dài, những kẻ buôn người chắc chắn đã lái xe nhanh chóng khi chúng tẩu thoát. Vậy thì cô không cần phải giảm tốc độ, hãy nhanh lên. Hoàng Minh Diệp cũng cố gắng để cứu con mình. Cô hãy thắt dây an toàn vào. Hà Ngọc Lan nói, mặc dù cô biết rằng mình lái xe sẽ không bị va chạm vào đâu, nhưng cô lo lắng Hoàng Minh Diệp sẽ bị thương khi cô phanh gấp. Được, tôi làm, Hoàng Minh Diệp vội vàng thắt dây an toàn. Cho tôi biết biển số xe của họ. Hà Ngọc Lan nói, cô lo lắng rằng mắt của Hoàng Minh Diệp không tốt, đi ngang qua xe của kẻ buôn người mà cô ấy không thể nhìn rõ. Vì vậy, cô đã quyết định tốt hơn hết là mình nên tự quan sát. Biển số xe của họ là, Hoàng Minh Diệp cho biết biển số xe của kẻ buôn người. Được rồi, Hà Ngọc Lan trong lòng đã ghi nhớ tới biển số xe. Cô đã báo cáo việc này với cảnh sát chưa? Lê Uy Long hỏi. Hoàng Minh Diệp nói, khi đứa bé bị bắt đi, tôi đã báo cáo với cảnh sát rồi. Báo rồi thì tốt, Lê Uy Long nói. Khi Ánh Hạ nhận được báo án, cô ấy tình cờ đang ở bên ngoài, cô cũng đang lái xe đuổi theo những kẻ buôn người đó. Cô ấy đã hành động trước Hà Ngọc Lan, ngay lập tức đuổi nhanh theo xe của kẻ buôn người. Vì Hoàng Minh Diệp đã nói biển số xe của kẻ buôn người khi trình báo tội phạm, nên Cục Công an thành phố đã biết đường trốn thoát của kẻ buôn người thông qua việc giám sát. Có thể lập tức báo cáo cho Ánh Hạ biết kẻ buôn người đang ở đâu. Ánh Hạ tin tưởng rằng cô ấy có thể bắt kịp chính xác trên tuyến đường mà bọn cướp đang trốn. Lúc này, chiếc xe chở người của bọn bắt cóc đã chạy thoát ra bên ngoài ngoại ô phía Bắc, Ánh Hạ cũng đang đuổi theo chúng. Hà Ngọc Lan vội vàng lái nhanh chiếc xe Jeep đi hết một đoạn đường, cô hoàn toàn dựa vào phán đoán cá nhân của mình, suy đoán phương hướng chạy trốn của kẻ buôn người. Chương 233 đuổi theo. Cô cảm thấy rằng những kẻ buôn người có lẽ sẽ chạy trốn đến vùng ngoại ô phía Bắc, cô nhanh chóng lái xe ra khỏi thành phố và đuổi chúng ra ngoài vùng ngoại ô. Trên những con đường ngoại ô càng ít xe cộ qua lại, Hà Ngọc Lan có thể lái xe nhanh hơn. Cô tiếp tục vượt qua những chiếc xe đang chạy tới, hàng cây bên đường vụt qua rất nhanh như những bóng ma. Khi Hoàng Minh Diệp nhìn thấy Hà Ngọc Lan lái xe càng lúc càng nhanh, cô không khỏi lần nữa sợ hãi, cả người run lên. Cô không cần căng thẳng như vậy. Không sao đâu, Lê Uy Long an ủi. Được rồi, thì tôi không lo lắng. Hoàng Minh Diệp run rẩy nói. Tốc độ hiện tại của Hà Ngọc Lan thực ra không phải là nhanh nhất đối với cô ấy. Vì hộ soái bảo vệ Lê Uy Long, đang ngồi trong xe, cô ấy không dám lái xe đến tốc độ cực hạn. Cô ấy cũng lo lắng nếu có chuyện gì không hay xảy ra, nếu hộ soái bảo vệ bị xe tông chết, cô sẽ trở thành tội đồ ở Long Quốc, dù có chết trăm lần cũng không đủ. Vì vậy, tốc độ hiện tại hoàn toàn nằm trong tầm tay của Hà Ngọc Lan. Cô ấy không thể vì cứu một đứa trẻ mà bỏ qua sự an toàn của Lê Uy Long, hộ soái bảo vệ được. Nhưng ngay cả với tốc độ này, trong mắt hầu hết mọi người, nó đã giống như đang bay. Lúc này Ánh Hạ cũng đang đuổi theo bọn buôn người bên ngoài ngoại ô, nhìn thấy một chiếc xe Jeep đuổi theo từ phía sau, vụt qua, giống như một bóng ma, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Cô ấy choáng váng, ai mà lái xe nhanh thế? Đi đầu thai bây giờ. Cô ấy nghĩ rằng mình đã lái xe đủ nhanh, nhưng cô ấy không ngờ có người lái nhanh hơn mình, cô còn không biết là xe Jeep có thể lao nhanh như vậy. Nhìn thấy ai đó lái xe nhanh hơn mình, cô
cô cảm thấy hơi bất mãn và bắt đầu tăng tốc một cách liều lĩnh. Người ta có thể lái xe nhanh như vậy là giám đốc cục cảnh sát, cô cũng không thể để bị bỏ lại quá xa. Cô ấy muốn truy lùng những kẻ buôn người và cứu những đứa trẻ, vì vậy cô ấy không thể chậm chân. Đúng lúc này, Hà Ngọc Lan rốt cục nhìn thấy một chiếc xe tải xuất hiện ở trước mặt, cô nhắm mắt lại nhìn thấy biển số xe chính là biển số của tên buôn người mà Hoàng Minh Diệp nói chiếc xe phía trước là chiếc xe đã cướp đi đứa con của cô đúng không? Hà Ngọc Lan khẳng định với Hoàng Minh Diệp. Vâng, vâng, là chiếc xe van này. Hoàng Minh Diệp kích động nói. Được rồi, sau khi Hà Ngọc Lan xác nhận xong, anh ta mới chậm lại. Khi Hoàng Minh Diệp thấy Hà Ngọc Lan đuổi kịp xe của kẻ buôn người, thay vào đó, cô ấy đã giảm tốc độ xe lại. Cô ấy háo hức nói, bắt kịp bọn chúng rồi, bây giờ chúng ta có thể bắt chúng trả giá rồi. Con của cô đang ở trong xe. Nếu tôi ép chúng phải dừng xe, tôi lo rằng kỹ năng lái xe của chúng không tốt và va chạm sẽ khiến bọn trẻ bị thương. Hà Ngọc Lan nói, tôi nên làm gì? Hoàng Minh Diệp hỏi. Bám theo bọn chúng trước, miễn là không đánh mất dấu là được. Hà Ngọc Lan nói, vậy thì cô tuyệt đối không thể để mất dấu. Hoàng Minh Diệp nói, bọn họ chạy trước 5 phút đồng hồ, tôi đuổi kịp rồi, làm sao còn có thể mất dấu? Hà Ngọc Lan nói, lúc này, trong xe van, không ổn, chúng ta bị một chiếc xe Jeep phát hiện. Người buôn người phụ trách lái xe nhìn thấy một chiếc xe Jeep đi theo qua gương chiếu hậu, có chút hoảng sợ nói. Hai kẻ buôn người khác ngồi ở hàng ghế sau quay đầu lại thì thấy có một chiếc xe Jeep theo sau, người điều khiển chiếc xe Jeep là một nữ tài xế, một người đàn ông ngồi ghế phụ, và mẹ của đứa trẻ ngồi ở hàng ghế sau. Không xa phía trước có núi Hổ Sơn, dưới núi Hổ Sơn có một thung lũng. Chúng ta nên nhanh chóng điều khiển xe vào trong thung lũng và dẫn chúng đuổi theo, sau đó chúng ta sẽ cắt đuôi bọn chúng trong thung lũng. Một tên buôn người mặt dỗ ngồi ở hàng sau nói. Được rồi, kẻ buôn người đang lái xe lập tức tăng tốc lái nhanh về phía núi Hổ Sơn. Hai tên buôn người ngồi ở hàng ghế sau bắt đầu cầm súng trên tay. Sau một lúc, chiếc xe tải chạy đến vùng lân cận của núi Hổ Sơn, rồi rẽ vào một con đường nhỏ hướng tới thung lũng. Chương 234 cuộc rượt đuổi ở thung lũng Hổ Sơn. Khi Hà Ngọc Lan nhìn thấy chiếc xe tải của kẻ buôn người đang lái xe vào một thung lũng, cô cảm thấy hơi khó hiểu tại sao chúng lại chạy vào thung lũng, đi vào thung lũng chẳng phải là tự mình cắt đường của mình hay sao? Đừng lo lắng về mục đích của chúng ta hãy truy tìm chúng trước đã. Lê Uy Long nói. Được, Hà Ngọc Lan lập tức điều khiển xe vào trong thung lũng. Thung lũng Hổ Sơn cách đường cao tốc khoảng 1 km. Khi Hà Ngọc Lan lái xe đến thung lũng Hổ Sơn, ba kẻ buôn người đã xuống xe đứng bên cạnh chiếc xe tải. Một trong những kẻ buôn người vẫn đang ôm đứa con đang không ngừng khóc của Hoàng Minh Diệp. Hà Ngọc Lan vội vàng dừng xe và giữ khoảng cách nhất định với kẻ buôn người để đề phòng tai nạn. Anh Thiên, anh làm thế nào để đối phó với những kẻ buôn người này? Hà Ngọc Lan hỏi Lê Uy Long chỉ dẫn. Nếu cô có thể bắt sống bọn chúng thì càng tốt. Nếu chúng đe dọa đến sự an toàn cá nhân của chúng ta và đứa bé, cô giết bọn chúng cũng không sao. Lê Uy Long nói. Anh yêu cầu Hà Ngọc Lan tốt nhất là bắt sống bọn chúng, vì anh muốn giữ lại để điều tra ra thế lực đứng sau. Bởi vì lần trước trong bệnh viện, khi bắn chết tên tội phạm giam giữ y tá Tô Ánh Mỹ, Ánh Hạ từng nói manh mối đã bị đứt đoạn nên rất khó để tìm ra băng nhóm đứng sau những kẻ buôn người này. Bây giờ, anh lại gặp phải bọn buôn người. Đương nhiên anh muốn để lại mạng sống cho chúng để Ánh Hạ có thể moi được manh mối từ chúng. Được rồi, tôi biết phải làm thế nào. Hà Ngọc Lan nói. Khi Hoàng Minh Diệp nghe cuộc đối thoại giữa Hà Ngọc Lan và Lê Uy Long, cô không thể giải thích được. Cái gì mà giết chóc chứ, nghiêm trọng như thế sao? Lúc này, Hà Ngọc Lan và Lê Uy Long xuống xe cùng lúc. Hoàng Minh Diệp thấy đứa con của mình nằm trong tay kẻ buôn người, vội vàng bước xuống xe. Thả đứa trẻ ra. Tôi có thể tha mạng cho anh. Hà Ngọc Lan nói với kẻ buôn người. Nếu không phải Lê Uy Long nói rằng tốt nhất là bắt sống bọn chúng, cô ấy đã lập tức giết chết chúng rồi. Khi ba kẻ buôn người nổi tiếng nhìn thấy Hà Ngọc Lan xinh đẹp như vậy thì ánh mắt sáng lên, nhưng không hề coi trọng lời nói của cô. Họ không nghĩ rằng người lái xe đuổi theo chúng là một siêu cấp mỹ nhân. Anh cả, nếu một người phụ nữ xinh đẹp như vậy bị giết thì thật đáng tiếc. Một kẻ buôn người nói với kẻ buôn người đang ôm đứa trẻ. Rõ ràng, kẻ buôn người ôm đứa trẻ chính là anh cả của chúng. Đúng vậy, nếu một người phụ nữ xinh đẹp như vậy bị giết, sẽ là quá bạo lực. Nếu có thể bắt sống được cô ta, chắc chắn chúng ta có thể bán được cô ta với giá cao.
vậy thì đừng giết cô ta, bắt sống cô ta, chỉ giết tên đàn ông và con đàn bà kia thôi. Kẻ buôn người ôm đứa trẻ nói. Hoàng Minh Diệp đã là mẹ của một đứa trẻ, cô ấy lại trông khá giản dị, vì vậy kẻ buôn người không có ý định bắt sống cô ta, mà lên kế hoạch cùng giết cô ấy và Lê Uy Long. Hà Ngọc Lan cảm thấy tức giận khi nghe rằng những kẻ buôn người này thực sự đang thảo luận để bắt cô. Cô vẫn đang suy nghĩ về cách bắt sống chúng, nhưng không ngờ rằng chúng cũng muốn bắt sống mình đem bán. Lúc vừa rồi cô ở bệnh viện làm nũng bắt Lê Uy Long đi cùng cô mua sắm, cô ấy từng nói rằng một người con gái như cô đi một mình, nếu bị bắt cóc thì sao? Không ngờ có người thật sự muốn bắt cóc mình. Mẹ, mẹ, lúc này, đứa nhỏ nhìn thấy Hoàng Minh Diệp đi tới, không ngừng khóc lóc dãy giụa. Trả lại đứa trẻ cho tôi. Hoàng Minh Diệp vô cùng phấn khích khi nhìn thấy con mình, cô ấy chạy về phía kẻ buôn người và muốn mang đứa trẻ về. Đừng chạy qua, Hà Ngọc Lan không ngờ Hoàng Minh Diệp đã chạy về phía kẻ buôn người, vội vàng hét lên. Cô biết rằng một phụ nữ yếu đuối như Hoàng Minh Diệp chạy đến chỗ con tin thì chỉ có chết. Nhưng khi Hoàng Minh Diệp nhìn thấy đứa con của mình liền lập tức chạy tới chỗ kẻ buôn người, bất chấp sự can ngăn của Hà Ngọc Lan. Ba kẻ buôn người vừa thảo luận xong, khi thấy Hoàng Minh Diệp chạy tới, họ lập tức rút súng ra nhắm lần lượt vào Hoàng Minh Diệp và Lê Uy Long. Cả Lê Uy Long và Hà Ngọc Lan đều không nghĩ rằng những kẻ buôn người này thực sự vẫn có súng. Hoàng Minh Diệp đang chạy, đã bị sốc khi kẻ buôn người bất ngờ chĩa súng vào mình khiến cô không dám di chuyển. Lê Uy Long đã chết lặng khi nhìn thấy Hoàng Minh Diệp chạy lên, anh vội vàng lao về phía sau Hoàng Minh Diệp. Cùng lúc đó, ba kẻ buôn người đã nổ súng. Một trong số chúng bắn vào Hoàng Minh Diệp, hai tên khác bắn vào Lê Uy Long. Pằng pằng pằng. Ba tiếng súng vang lên ở thung lũng Hồ Sơn. Chương 235 giải cứu thành công. Lúc này Ánh Hạ cũng đã lái xe đến thung lũng Hồ Sơn, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Cô không ngờ rằng những kẻ buôn người này cũng có súng, Lê Uy Long lại thực sự xuất hiện ở đây. Nhìn thấy tên buôn người kia đã nổ súng, lúc này có muốn cứu Lê Uy Long và Hoàng Minh Diệp cũng không kịp rồi. Khi phát đầu tiên viên đạn sắp sửa bắn trúng Hoàng Minh Diệp, Lê Uy Long đã đẩy cô ấy ra sau. Viên đạn đã lướt qua Lê Uy Long, cực kỳ nguy hiểm. Hà Ngọc Lan đã cầm súng trên cả hai tay và nhắm thẳng vào kẻ buôn người. Cô ấy đến thành phố Đà Lạt lần này để bảo vệ Lê Uy Long, vì vậy cô luôn mang theo súng mọi lúc mọi nơi. Khi bọn buôn người bắn Lê Uy Long và Hoàng Minh Diệp vừa rồi, cô ấy đã nhanh chóng rút súng. Ba tên buôn người nổi tiếng nổ súng ở phát thứ nhất, đều bắn trượt lên không trung. Khi bọn chúng định bắn phát thứ hai, bọn chúng đột nhiên nhìn thấy Hà Ngọc Lan cầm súng hai tay nhắm vào chính bọn chúng. Bọn chúng bất ngờ tái mặt vì kinh ngạc, không ngờ Hà Ngọc Lan lại có súng. Họ không thể hiểu được, Hà Ngọc Lan không phải là cảnh sát, vậy làm sao cô ta có thể có súng? Khi họ đang ngạc nhiên thì Hà Ngọc Lan đã bắn. Pằng pằng pằng. Ba phát súng nổ cùng một lúc, ba viên đạn bay về phía trán của ba kẻ buôn người. Vừa rồi Lê Uy Long ra lệnh, nếu một kẻ buôn người nào đó đe dọa sự an toàn cá nhân của mọi người, cô có thể ra tay giết. Bây giờ những kẻ buôn người này dám bắn vào Lê Uy Long, chỉ huy của cô, vậy thì sẽ phải bị giết. Nếu cô không nổ súng ngay lập tức và để những kẻ buôn người này bắn phát thứ hai vào Lê Uy Long, nếu anh xảy ra chuyện gì thì cô sẽ thất nghiệp. Tất nhiên, ba tên buôn người kia không thể có khả năng né đạn như Lê Uy Long, bọn chúng thậm chí còn không nhìn thấy đạn bay qua. Do tốc độ của viên đạn quá nhanh nên thị lực của bọn chúng chắc chắn không thể nhìn thấy được. Á! 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 Với ba tiếng hét, trán của ba tên buôn người đã tóe máu và bị đạn xuyên thủng. Một loạt thay đổi này quá nhanh, trước khi dừng xe lại, Ánh Hạ đã nhìn thấy ba tên buôn người bị bắn vào trán trước. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Hà Ngọc Lan trước đây, không biết cô ấy là ai, và tại sao cô ấy lại có súng. Cô đang muốn bắt sống bọn buôn người này, nhưng không ngờ trong nháy mắt lại bị một nữ cao thủ bắn chết. Lúc này, ba kẻ buôn người nổi tiếng đã ngã xuống đất, chết ngay lập tức. Ban đầu bọn chúng định lừa mấy người Hà Ngọc Lan vào thung lũng Hồ Sơn, sau đó chúng mới giết cô và Lê Uy Long, nhưng bọn chúng không ngờ rằng cuối cùng người chết lại là bọn chúng. Thung lũng Hồ Sơn đã trở thành nơi chôn thây của bọn chúng. Hoàng Minh Diệp vừa rồi bị Lê Uy Long đẩy xuống đất, không nhìn thấy Hà Ngọc Lan bắn ra. Cô đã nghe thấy ba tiếng súng, cô nghĩ đó là ba kẻ buôn người bắn, vì thế cô sợ hãi hét lên. Không sao rồi, mau ôm con của cô đi. Lê Uy Long buông Hoàng Minh Diệp ra nói với cô.
Khi Hoàng Minh Diệp nghe Lê Uy Long nói như vậy, cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn thấy ba kẻ buôn người nổi tiếng đã ngã xuống đất, trên trán bọn chúng có một lỗ máu. Còn chính đứa con của cô đã ngã bị xuống đất và đang sợ hãi và không ngừng khóc. Cô lập tức ngạc nhiên, cô không biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao lại như thế này. Lúc này, Hà Ngọc Lan đã chạy đến và bế đứa trẻ lên. Hoàng Minh Diệp hoàn hồn, đứng dậy ngay lập tức và chạy về phía đứa trẻ. Cùng lúc đó Ánh Hạ cũng đã tiến tới hiện trường xảy ra vụ việc, dừng xe, sau đó nhanh chóng xuống xe đi về phía Hà Ngọc Lan. Chương 236 chất vấn. Còn Lê Uy Long vì bất ngờ dùng hết sức chạy lúc nãy đã đẩy Hoàng Minh Diệp xuống khiến vết thương ở chân anh lại bị toạc ra, lúc này anh vẫn nằm dưới đất không dậy được. Hà Ngọc Lan thấy Lê Uy Long nằm dưới đất không dậy nổi, tưởng anh bị thương nên vội vàng giao đứa bé cho Hoàng Minh Diệp, sau đó chạy về phía Lê Uy Long. Hoàng Minh Diệp ôm con, kích động đến mức khóc lên. Con của cô ấy bị bắt cóc nhưng rồi cũng cứu lại được, người làm mẹ như cô ấy phải kích động đến mức nào chứ? Anh Thiên, anh bị sao vậy? Hà Ngọc Lan vừa chạy tới vừa hỏi. Đừng lo lắng, tôi không sao. Lê Uy Long nói. Vậy sao anh nằm trên đất mà không chịu dậy? Hà Ngọc Lan đã đến bên cạnh Lê Uy Long. Vết thương ở chân của tôi có thể bị rách miệng một lần nữa. Đợi tôi nghỉ ngơi một lúc rồi đứng dậy sau. Lê Uy Long nói. Hà Ngọc Lan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Lê Uy Long vừa bị rách miệng một vết thương cũ và không bị bắn. Lúc này Ánh Hạ đã đến trước mặt Lê Uy Long và Hà Ngọc Lan. Lê Uy Long, anh có bị thương không? Ánh Hạ thấy Lê Uy Long nằm trên mặt đất không gượng dậy được, liền nghĩ rằng anh đã bị bắn. Không, chỉ là vết thương cũng bị toạc ra thôi. Lê Uy Long nói. Vết thương gì vậy? Ánh Hạ hỏi. Đó là vết thương đã chặn súng lần trước. Lê Uy Long nói. Ánh Hạ chợt nhớ ra vết thương mà Lê Uy Long phải chịu là khi dùng chân đỡ đạn cho mình ở núi Ngạc Khuông lần trước. Hà Ngọc Lan không nhận ra rằng chân của Lê Uy Long bị thương vì anh đỡ đạn cho Ánh Hạ, cô đột nhiên cảm thấy ghen tị. Tại sao cô lại giết hết những kẻ buôn người này? Ánh Hạ tức giận hỏi Hà Ngọc Lan. Bởi vì bọn chúng muốn giết chúng tôi, vì vậy tôi đã giết bọn chúng. Hà Ngọc Lan thản nhiên nói. Rốt cuộc cô là ai, tại sao lại có súng? Ánh Hạ hỏi lại. Cô không đủ tư cách hỏi thân phận của tôi. Hà Ngọc Lan nói dứt khoát. Tôi là giám đốc cục công an thành phố. Tôi không có đủ tư cách, ai có tư cách? Ánh Hạ nhìn thấy Hà Ngọc Lan giết người mà vẫn kiêu ngạo như vậy, đột nhiên nổi giận. Chỉ là một giám đốc cục công an mà thôi, trong mắt tôi cô chẳng là gì cả. Hà Ngọc Lan nói. Khi Ánh Hạ nhìn thấy Hà Ngọc Lan ngang ngược như vậy, cô đột nhiên vô cùng tức giận. Cô đường đường là giám đốc cục công an uy nghiêm, thế mà cô ta vẫn coi thường. Vừa rồi cô chạy quá tốc độ sao? Ánh Hạ nghĩ đến chiếc xe Jeep vụt qua như chớp, lại hỏi Hà Ngọc Lan. Bởi vì lúc này cô đã nhìn thấy một chiếc xe Jeep đậu ở đây, cô cũng nhìn thấy người lái chiếc xe Jeep lúc đó, hình như là một phụ nữ, nên cô nghi ngờ rằng nữ tài xế là Hà Ngọc Lan. Đúng vậy, tôi đã lái nó. Hà Ngọc Lan nói. Vậy thì cô chết chắc rồi, cô đang chạy quá tốc độ và vi phạm luật lệ giao thông nghiêm trọng, cùng tôi đi để điều tra. Ánh Hạ nói. Cô không phải cảnh sát giao thông, tôi chạy quá tốc độ không liên quan gì đến cô. Hà Ngọc Lan không có ấn tượng tốt với Ánh Hạ, thấy cô ta làm bậy như vậy lại càng không khách sáo. Ánh Hạ bực tức, kể từ khi cô ấy làm công việc này, chưa có ai dám nói lại cô ấy quá đáng như thế. Cho dù cô chạy quá tốc độ cũng không phải việc của tôi, vậy cô dùng súng giết người trái pháp luật cũng coi như là phạm pháp đúng không? Ai cho cô quyền giết người? Mau cùng tôi đi điều tra. Ánh Hạ nói xong liền đem còng tay chuẩn bị tóm lấy tay của Hà Ngọc Lan để còng. Giết bọn chúng là một sự tự vệ chính đáng, bởi vì bọn chúng đã bắn mọi người trước, nếu tôi không dùng súng và giết bọn chúng thì bây giờ người chết đã là chúng tôi. Còn súng của tôi có như thế nào, cô không có quyền hỏi. Hà Ngọc Lan nói, cho dù cô giết bọn họ để phòng vệ chính đáng, nhưng cô lại giấu súng trái phép, tôi với tư cách là giám đốc cục công an có quyền hỏi, cô nghĩ cô là ai chứ? Ánh Hạ nói xong, còng tay của Hà Ngọc Lan. Chương 237 tranh cãi. Thân hình Hà Ngọc Lan lóe lên, tránh né. Phản rồi, cô dám chống lại lệnh bắt giữ sao? Ánh Hạ lập tức rút súng chuẩn bị khiêu chiến Hà Ngọc Lan. Lê Uy Long không đồng ý nhìn hai người phụ nữ chuẩn bị khiêu chiến, anh đột nhiên cảm thấy đau đầu, vội vàng nói, đừng làm ồn, nghe tôi nói đã. Anh muốn nói cái gì thì nói nhanh lên, Ánh Hạ nói. Lê Uy Long lúc này cũng không thể nằm trên mặt đất được nữa,
chịu đựng cơn đau ở chân, đứng dậy nói, cô ấy là Hà Ngọc Lan, đồng đội của tôi. Hóa ra cô ta là chiến hữu của anh, thảo nào mà cô ta kiêu ngạo đến như vậy. Ánh Hạ nói, không những cô ấy là đồng đội của tôi, cô ấy còn là đội trưởng của lực lượng đặc nhiệm nữ. Vì thế mà cô ấy có súng. Hơn nữa, cô ấy giết người cũng là để cứu người. Lệ Uy Long nói, Ánh Hạ không ngờ rằng Hà Ngọc Lan hóa ra lại là một nữ chiến sĩ đặc công chứ không phải đội trưởng, thảo nào lại có súng và tài thiện xạ lại lợi hại đến vậy. Không phải chỉ là nữ đội trưởng đặc công sao, làm gì mà ghê gớm như vậy, kiêu ngạo đến thế, còn tưởng rằng là quan lớn cơ đấy. Ánh Hạ cũng bắt đầu chế nhạo Hà Ngọc Lan. Hà Ngọc Lan thấy Ánh Hạ hạ thấp mình, nhưng cũng rất tức giận, và nói, muốn biết bộ đội đặc chủng là như thế nào, sao cô không so tài với tôi xem ai mạnh hơn. Vậy thì một đấu một, xem ai sợ ai. Ánh Hạ cũng là người mạnh mẽ, sẽ không bao giờ thừa nhận bị yếu thế. Đủ rồi, hai người đừng làm loạn lên nữa. Khi Lê Uy Long nhìn thấy hai người phụ nữ lại sắp xảy ra chiến tranh, anh ta vội vàng ngăn cản. Hai người phụ nữ chúng tôi đấu tay đôi, anh hãy ngồi đấy mà nghỉ ngơi đi, hãy xem tôi dạy đồng đội của các anh như thế nào. Ánh Hạ nói, cô không phải là đối thủ của cô ấy đâu. Lê Uy Long nói, cái gì? Ngay cả anh cũng dám coi thường tôi sao? Ánh Hạ rất tức giận. Không phải là tôi xem thường cô, những gì tôi nói đều là sự thật. Bây giờ kẻ buôn người đã bị bắn chết, chúng ta phải đến hiện trường càng sớm càng tốt, đừng gây rối nữa. Lệ Uy Long nói. Mặc dù trong lòng Ánh Hạ rất bất mãn, nhưng công trước mắt rất quan trọng, nên hiện tại cô ấy không tính với Hà Ngọc Lan. Cô ấy chạy tới kiểm tra xác kẻ buôn người thì phát hiện bọn họ đều đã chết liền báo ngay cho đội pháp y đến kiểm tra. Lúc này Hoàng Minh Diệp vẫn đang ôm con khóc, Ánh Hạ liền an ủi cô. Lệ Uy Long và Hà Ngọc Lan cũng đến để an ủi Hoàng Minh Diệp. Hoàng Minh Diệp rất cảm kích Hà Ngọc Lan và Lệ Uy Long. Bởi vì vào thời khắc sinh tử của mình, Lệ Uy Long đã tự mình cứu mạng cô. Hà Ngọc Lan thì đã lập tức đã lái xe đuổi theo kẻ buôn người, bắn chết được hắn ta và cứu đứa con của cô. Cô rất cảm tạ hai người, đương nhiên sau đó cô cũng tỏ vẻ cảm tạ Ánh Hạ. Lúc này Ánh Hạ đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một đám đất mới, cô ấy liền tò mò chạy tới xem. Ở đây không có dấu vết người lui tới mà lại xuất hiện một đống đất mới nhỉ? Ánh Hạ nói với chính mình. Chẳng phải chỉ là một đống đất mới thôi sao? Có gì đáng ngạc nhiên cơ chứ? Hà Ngọc Lan nói. Cô không hiểu gì cả, trong rặng núi cằn cỗi này, không biết vì sao lại có một đám đất mới không thể giải thích được, đây là điều quá bất thường. Hà Ngọc Lan xuất thân từ cục điều tra vụ án và rất nhạy cảm với hiện tượng bất thường này. Các cô ở đây nghi ngờ không có ích gì. Xem xung quanh có ai đang đào hố hay gì không, chẳng phải sẽ biết sao. Hà Ngọc Lan nói. Ánh Hạ cảm thấy lời nói của Hà Ngọc Lan có lý nên nhìn xung quanh, một lúc sau phát hiện có một chỗ cỏ dại phủ đầy. Vì vậy, cô ấy liền đi tới nhổ cỏ, mở nó ra và phát hiện có một cái hang dưới đám cỏ dại. Chương 238 cái hang bí mật. Tại sao lại có một cái hang bên dưới mặt đất thế này? Ánh Hạ vô cùng kinh ngạc nói. Khi Lê Uy Long và Hà Ngọc Lan nghe Ánh Hạ nói rằng có một cái hang trên mặt đất, họ liền đi tới để xem có chuyện gì đã xảy ra ở đó. Khi đến cửa hang, mọi người nhìn xuống thì thấy hang sâu hơn chục mét, nhưng bên dưới không có gì. Là ai nhàm chán đến nỗi đào hố ở đây vậy? Hà Ngọc Lan nói. Sẽ không phải là kẻ trộm mộ đã đào nó chứ? Ánh Hạ nói với một cái đầu lạnh đang làm việc hết công suất. Cô đúng là thần kinh, vừa nhìn thấy một cái lỗ liền liên tưởng đến kẻ trộm mộ, tôi chịu cô rồi đấy. Nơi đây là một nơi hoang vắng, làm sao mà có ngôi mộ nào ở đây được? Cô đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy. Hà Ngọc Lan nói. Cô thì biết cái gì cơ chứ? Chính vì nơi đây hoang vu nên có mộ cổ là điều bình thường. Đây là núi Hổ Sơn, nghe nói là một nơi có đầy bảo vật. Nói không chừng thật sự có mộ cổ. Ánh Hạ bị Hà Ngọc Lan mắng, khó chịu nói. Được rồi, nếu nói là có, vậy cô chậm rãi nghiên cứu đi, chúng tôi về trước đây. Hà Ngọc Lan không muốn ở đây mất thời gian thêm nữa. Sau đó, Hà Ngọc Lan lại nói với Lệ Uy Long, anh Thiên, vết thương ở chân của anh nứt ra rồi. Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện điều trị trước. Được rồi, Lệ Uy Long không hề quan tâm đến tên trộm mộ này. Anh vừa nhìn thấy một cái hang sâu khoảng 10 mét dưới đất, Ánh Hạ nghĩ tới một tên trộm mộ, anh cũng cảm thấy Ánh Hạ nghĩ quá nhiều. Vì vậy, Lệ Uy Long và Hà Ngọc Lan đã rời hang cùng với Hà Ngọc Lan. Ánh Hạ thực sự cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều,
cô đang rất phân vân về khả năng trộm mộ chỉ vì bị Hà Ngọc Lan mắng là mất trí. Nhìn thấy Lệ Uy Long và Hà Ngọc Lan đều đã rời đi, cô ấy không muốn ở đây thêm nữa. Ánh Hạ yêu cầu Hoàng Minh Diệp đợi và cùng cô trở về, Lệ Uy Long và Hà Ngọc Lan đã về trước rồi. Sau đó đoàn pháp y đến, Ánh Hạ liền đưa Hoàng Minh Diệp quay về. Hà Ngọc Lan đưa Lệ Uy Long đến bệnh viện, sau đó Lệ Uy Long để Lưu Bảo Thông tự chữa trị vết thương. Lưu Bảo Thông nhìn thấy vết thương của Lệ Uy Long lại mở ra, trong đầu đột nhiên lớn lên, anh Thiên, không phải tôi đã nói với anh là cố gắng như im cho vết thương liền miệng xếp. Làm sao mà vết thương lại vỡ ra chỉ trong chưa đầy một giờ vậy? Tôi vừa mới cùng Hà Ngọc Lan đi ra ngoài, bọn họ gặp một chút chuyện, không cẩn thận để vết thương bị vỡ ra. Lệ Uy Long chính mình cảm thấy có chút xấu hổ. Hà Ngọc Lan, sao cô nhiều chuyện thế, đang yên đang lành dẫn anh Thiên ra ngoài làm gì? Lưu Bảo Thông trách móc. Chúng tôi đã đi ra ngoài chơi một chút, nhưng chúng tôi cũng đã làm được một việc tốt, đó là cứu được một đứa trẻ bị kẻ buôn người bắt cóc. Hà Ngọc Lan nói. Nhưng có cô ở đó, tại sao anh Thiên lại bị thương? Lưu Bảo Thông không muốn quan tâm họ đã cứu đứa trẻ như thế nào, chỉ quan tâm đến vết thương của Lệ Uy Long. Chuyện này cũng khó nói, anh Thiên tác động vào vết thương để bảo vệ mẹ đứa trẻ. Hà Ngọc Lan nói. Lưu Bảo Thông không muốn nói thêm nữa, nhanh chóng chữa trị vết thương cho Lệ Uy Long. Xử lý xong vết thương, Lưu Bảo Thông lại nói, anh Thiên à, lần này anh thật sự phải chú ý một chút, nếu không cứ liên tục để cho vết thương rách ra thì thuốc của tôi cũng vô ích. Được rồi, tôi biết rồi, Lệ Uy Long nói. Sau đó Hà Ngọc Lan không dám rủ Lệ Uy Long ra ngoài đi dạo nữa, cô tự mình trở về khách sạn. Vào buổi tối, sau khi Chu Nhược Mai tan sở, cô buồn chán nên rủ Lệ Uy Long ra ngoài mua sắm. Chương 239 chơi cờ bên đường. Được vợ gọi để đi cùng mua sắm, Lệ Uy Long đương nhiên là đồng ý, anh không thể chống lại yêu cầu của vợ. Ngay cả Hà Ngọc Lan có việc thì anh cũng đi cùng cô ấy cả ngày trời, huống chi là vợ của anh. Chu Nhược Mai không ra ngoài để đi mua sắm, không phải để mua bất cứ thứ gì, mà là để đi xung quanh và thư giãn. Vì chuyện của tập đoàn Galaxy, cô bất lực và kiệt sức. Khi đi ngang qua một quảng trường, Chu Nhược Mai nhìn thấy một ông già và một người đàn ông trung niên đang đánh cờ cùng nhau, thu hút rất nhiều người đến xem. Loại chơi cờ trên đường phố này tất nhiên không phải là giao lưu chơi cờ, mà là một trò đánh bạc. Chu Nhược Mai bất chợt bước tới xem xét. Dư Hân, các kiểu chơi cờ trên đường phố này đều là lừa đảo. Không có gì để xem đâu, chúng ta đi mua sắm ở nơi khác đi. Lệ Uy Long nói. Anh biết rằng loại trò chơi này đã được người bày cờ sắp xếp kỹ lưỡng cả rồi. Dù cho có chọn bên đỏ hay bên đen thì đều không thể thắng trò chơi, nếu có không thi sai nước cờ nào thì cùng lắm chỉ có thể hòa. Dù sao em cũng đang chán, đi dạo cũng mệt rồi, để em xem một chút. Chu Nhược Mai không muốn nói cho Lệ Uy Long biết, cô là một cao thủ chơi cờ. Cô đã học cờ vua từ ông nội từ khi còn nhỏ, cô có năng khiếu chơi cờ và đạt thành tích cao trong môn cờ tướng. Khi còn học trung học cơ sở, cô đã vượt qua cả ông nội của mình. Một lần, cô nhìn thấy một ông già bày bàn cờ trên đường phố và thắng được rất nhiều tiền của người khác, cô muốn chơi một và ván với ông già đó, nhưng ông già đó nằng nặc bắt cô phải đặt cọc thì mới cho chơi. Cô không còn cách nào khác ngoài đánh cược 3 triệu với ông lão. Cô là cô chủ nhà họ Chu giàu có, 3 triệu đối với cô cũng chẳng là gì. Ông lão nhìn thấy bộ dạng Chu Nhược Mai giống như một cô chủ giàu có được chiều chuộng, nghĩ rằng lần này nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền. Kết quả, Chu Nhược Mai thắng liên tiếp hơn chục ván, số tiền mà ông ta đoạt được của người khác đều bị Chu Nhược Mai lấy vào trong túi, số tiền ông ta mang theo cũng hết sạch. Ông lão tức giận đến mức nôn ra máu tại chỗ và bất tỉnh. Bố mẹ của Chu Nhược Mai biết rằng cô đã suýt giết chết người khi chơi cờ nên họ đã cấm cô chơi cờ từ đó. Nhưng Chu Nhược Mai đã đạt tới cảnh giới tinh thông bất khả chiến bại, khó tìm đối thủ, có muốn thua cũng khó nên cô không muốn chơi nữa. Vì vậy, Lệ Uy Long không biết rằng kỹ năng đánh cờ của Chu Nhược Mai đã đạt đến trình độ cao nhất. Bởi vì từ khi kết hôn với Chu Nhược Mai, anh chưa từng thấy Chu Nhược Mai chơi cờ với ai. Bây giờ Chu Nhược Mai đang buồn chán thì nhìn thấy có người bày thế cờ, cô đột nhiên có hứng thú và muốn đến xem. Lệ Uy Long thấy Chu Nhược Mai đã đi tới để xem, anh chỉ có thể đi theo cô. Anh thật sự không ngờ rằng cô đường đường là cô chủ nhà họ Chu lại đi tham gia trò tiêu khiển trên đường phố thế này. Lệ Uy Long đi đến phía sau đám đông người xem và nhìn thấy một ông lão đang chơi cờ khoảng 50 tuổi, đôi lông mày xếch lên, anh vừa nhìn đã biết rằng ông ta không phải là người tốt.
Còn người đầu với ông lão là một người đàn ông đeo kính, thoạt nhìn cũng không phải người tốt, mắt nhìn thì lấm la lấm lét. Chiếu tướng, người đàn ông đeo kính hét lên, anh ta đã chiến thắng được ông lão. Đám đông khán giả nhìn thấy người đàn ông đeo kính đã chiến thắng nên bất ngờ reo hò. Bởi vì vừa rồi rất nhiều người đã thua lão già này rất nhiều tiền, cũng không có ai dám cùng hắn chơi, ông lão này đã trở thành kẻ thù công khai của bọn họ. Hiện tại bọn họ cuối cùng nhìn thấy có người có thể thu phục được lão già này, tất nhiên là bọn họ vui mừng. Ông già, thể loại thế cờ ngu xuẩn này mà ông cũng dám đem ra cá cược ư? Là tự mình dâng tiền cho người khác đúng không? Người đàn ông đeo kính đắc thắng nói trong khi thu tiền. Lúc bấy giờ tôi bất cẩn nên đã di chuyển sai. Nếu anh có giỏi thì chơi lại ván khác với tôi đi. Ông lão nói với giọng điệu không phục. Chương 240 diễn kịch. Chơi thì chơi, ai mà sợ chứ? Người đàn ông đeo kính nói. Lần này tiền cược phải tăng lên một chút, 1,5 triệu mỗi vòng, anh dám không? Ông lão nói. 1,5 triệu thì 1,5 triệu. Không có việc gì mà không dám, dù sao ông cũng sẽ thua. Đặt cược càng lớn càng tốt. Người đàn ông đeo kính nói xong liền lấy 1,5 triệu ra đặt xuống đất. Ông lão cũng lấy ra 1,5 triệu rồi đặt xuống đất. Ai thắng có thể lấy đi 1,3 triệu này. Tiếp theo, ông lão bày ra một bàn cờ khác rồi cùng đấu với người đàn ông đeo kính. Mười mấy nước cờ sau, ông lão lại thua. Những người xem đều thấy rằng người đàn ông đeo kính đã thắng thêm được 1,5 triệu. Dư Hân, đi thôi, không có gì tốt để xem, nam thanh niên đeo kính này rõ ràng là có chỗ dựa, một kết cục thực sự, làm sao có thể dễ dàng thu phục được. Lệ Uy Long nói, trình độ cờ tướng của anh cũng rất cao. Nhìn sơ qua đã biết ông lão cố ý cho bày ra cho khán giả xem ông ta thua vài ván để thu hút bọn họ chơi cờ. Tất nhiên em biết họ đang diễn kịch, em chỉ muốn xem họ hành động như thế nào, anh cũng không có việc gì để làm, tại sao lại phải vội vàng như vậy? Chu Nhược Mai nói. Lệ Uy Long sửng sốt một chút, mới nói, em biết bọn họ diễn kịch sao? Đương nhiên là loại thủ đoạn này làm sao có thể lừa được em? Chu Nhược Mai nói. Không ngờ em thông minh như vậy. Có thể nhìn ra cái này. Lệ Uy Long nói. Không chỉ thế đâu, nếu em trực tiếp chơi thì có thể trong vài phút phá vỡ thế cờ này. Chu Nhược Mai nói. Em bớt khoe khoang lại đi, em đã ở bên anh lâu như vậy rồi, em không học được ưu điểm của anh, nhưng em đã học được kỹ năng khoe khoang của anh đến nỗi giống như thật rồi đó. Lệ Uy Long cười, bất kể trước đây anh nói gì, Chu Nhược Mai luôn cảm thấy anh đang khoác lác, nhưng không ngờ rằng bây giờ cô thực sự đã học được cách khoe khoang. Ai giống như anh, em nói thật đó, em thật sự biết chơi. Em đã từng đoạt hạng nhất giải cờ tướng toàn quốc, chuyện này còn phải nói nữa sao? Chu Nhược Mai nói. Lệ Uy Long mồ hôi đầm đìa, anh đã từng thấy người ta chém gió nhưng chưa từng thấy ai chém gió đến mức độ này. Làm thế nào mà vợ anh lại trở thành vua chém gió thế này chứ? Em biết anh sẽ không tin, anh có muốn em dùng ông lão này để chứng minh không? Chu Nhược Mai tự tin nói. Quên nó đi. Anh tin em đã được chưa? Những người cá cược cờ bên đường như thế này đều là lừa đảo. Dù em có cao thủ đến đâu, em cũng không thể chơi lại họ. Tốt hơn hết em không nên chơi với họ, Lệ Uy Long nói. Đó chỉ là đối với những người bình thường. Nếu gặp phải một bậc thầy thực sự, bất kể thế cờ như thế nào cũng có thể phá giải. Chu Nhược Mai nói. Những người xem đó cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Chu Nhược Mai và Lệ Uy Long. Họ cũng cảm thấy rằng Chu Nhược Mai đang khoác lác nên không hề coi trọng lời nói của cô. Họ chỉ nghĩ trong lòng, một cô gái xinh đẹp như thế sao có thể khoe khoang như vậy. Người đàn ông đeo kính nghe được Chu Nhược Mai cùng Lệ Uy Long nói như vậy, trong lòng rất tức giận, nhưng cũng không dễ dàng bị công kích, bởi vì họ thật sự đang diễn kịch. Lúc này, ông lão bày ra một thế cờ mới và nói với người đàn ông đeo kính, ván cờ vừa rồi tôi thật sự đã đi nhầm nước. Đổi lại ván khác. Anh có dám cá cược với tôi nữa không? Người đàn ông đeo kính xem xét một chút. Sau đó, anh ta nói, ván cờ này ông đã bày sai rồi, bên đỏ nhất định sẽ thắng. Vậy thì anh dẫn bên đỏ và tôi dẫn bên đen, anh có dám chơi không? Ông lão hỏi. Thôi, ông đã cao tuổi rồi, tôi cũng ngại thắng tiền của ông, để cho người khác chơi. Người đàn ông đeo kính nói xong, liền đứng lên. Nếu không dám chơi thì cứ nói đi, cớ sao lại viện cớ? Ông lão nói, trong trò chơi của ông, bên đen chắc chắn sẽ thua. Bên đỏ chỉ cần xuất quân xe, nhảy quân mã, dùng pháo chiếu tướng là ông đã thua. Tôi không muốn bắt nạt ông đã già, nên tôi sẽ không chơi với ông. Người đàn ông đeo kính nói. Giữa đám đông người xem,
một người đàn ông đầu đinh nghĩ rằng mình giỏi cờ vua nghe thấy người thanh niên đeo kính nói vậy, anh ta chợt nhận ra rằng mình thực sự có thể thắng bằng cách đi như lời anh ta nói nên anh ta háo hức thử. Người anh em, đến chơi với lão già này đi, đi như lời tôi nói, nhất định sẽ thắng. Người đàn ông đeo kính thấy gã đầu đinh hớt hở muốn thử, liền động viên. Được rồi, người đàn ông đầu đinh vừa thấy người đàn ông đeo kính đánh như vậy mà dễ dàng đánh bại lão già, nên rất muốn thử. Ông lão, để tôi cùng ông chơi một trận đánh cược 300.000. Người đàn ông đầu đinh nói. Được, khi ông lão thấy có cá mắc câu, chắc chắn sẽ không từ chối. Chương 241 cá mắc câu. Người đàn ông đầu đinh đã đặt cược 300.000, bắt đầu chơi cờ với ông già. Người đàn ông đầu đinh bước đi theo những gì người đeo kính nói, nhưng sau 3 bước di chuyển, ông lão lại không đi như bình thường, ông ta bất ngờ ra đòn bất ngờ, sau đó người đàn ông đầu đinh hoang mang không biết phải lấy gì đối phó với ván cờ này. Người đàn ông đầu đinh chỉ có thể đi theo con đường mà mình có thể nghĩ ra, vừa đi được vài bước liền bị lão già thắng hết. Khuôn mặt của người đàn ông đầu đinh bỗng trở nên tối sầm lại. Lúc này, người đàn ông đeo kính lên tiếng, người anh em à, vừa rồi lão già đột nhiên thay đổi thủ đoạn. Anh nên dùng quân mã để chiếu tướng trước thì sẽ khiến ông ta không thoát được. Anh chỉ đi sai một nước, nếu không thì đã thắng rồi. Một nước đi sai liền dẫn đến thua cuộc, người đeo kính nói với người đàn ông đầu đinh. Nghe hướng dẫn của người đàn ông đeo kính, người đàn ông đầu đinh vỗ tay nên đầu đột nhiên nhận ra, nói một cách tiếc rẻ, đúng vậy, đi quân mã trước đúng là cách quá hay. Tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ, chỉ là bây giờ. Không sao, bây giờ anh gỡ gạc cũng không muộn, anh cứ đi quân cờ như tôi nói, sau đó chơi với ông ta, anh sẽ có thể giành lại số tiền vừa mất. Người đàn ông đeo kính nói. Được rồi, người đàn ông đầu đinh đã mất tiền, đương nhiên anh ta muốn giành lại. Anh ta nói với ông lão, ông già, tôi muốn chơi với ông một lần nữa, dùng thế cờ vừa rồi đi. Được, tuy nhiên vì anh đã nghiên cứu thế cờ vừa rồi. Nếu anh vẫn muốn chơi lại ván này, tiền cược tăng gấp đôi, một ván 600.000. Ông lão nói. Được rồi, 600.000 thì 600.000, ai sợ chứ? Người đàn ông đầu đinh không chỉ muốn đoạt lại tiền, mà còn muốn thắng thêm tiền. Vì vậy, anh ta lấy ra 600.000 từ trong ví của mình và đặt cược, sau đó chơi cờ với ông lão. Tuy nhiên, sau khi đi vài nước cờ, ông lão lại đổi cách đi. Người đàn ông đầu đinh bước đi theo những gì người đàn ông đeo kính đã nói trước đó vẫn không thể đối phó với sự thay đổi của ông già, cuối cùng, người đàn ông đầu đinh lại thua cuộc. Người đàn ông đầu đinh đã thua liên tiếp 2 ván, sắc mặt của anh ta bỗng trở nên tái mét. Lúc này, người đàn ông đeo kính lại nói với người đàn ông đầu đinh, người anh em, ông ta đổi thủ đoạn rồi, sao anh không biết thích nghi với hoàn cảnh? Vừa rồi nếu anh dùng quân tượng để chặn quân mã của ông ta thì ông ta đã thua rồi. Người đàn ông đầu phẳng nghe thấy lời nhắc nhở của người đàn ông đeo kính thì nói một cách cay đắng, đúng vậy, cách này đơn giản như vậy mà tôi đã không nghĩ đến nó. Anh mau chơi với ông ta ván nữa để lấy lại số tiền đã mất đi. Người đàn ông đeo kính lại thúc giục. Được rồi, người đàn ông đầu đinh đã thua nhiều dẫn đến mất bình tĩnh, anh ta lại nói với ông lão, ông già, tôi muốn chơi một ván khác với ông. Được rồi, tuy nhiên, thế cờ này đã có người ngoài nhắc anh. Nếu muốn chơi tiếp thì phải thêm tiền cược. Ông lão điềm nhiên nói. Ông muốn thêm bao nhiêu tiền cược thì mới chịu chơi với tôi? Người đàn ông đầu đinh hỏi. 1.500.000, ít nhất là 1.500.000, nếu không như vậy thì chơi rất nhàm chán. Ông lão nói. 1.500.000, nhiều như vậy sao? Người đàn ông đầu đinh không còn bao nhiêu tiền, cuối cùng chỉ còn lại 1.500.000, nên anh ta do dự. Anh chỉ cần bỏ ra 1.500.000 để chơi với ông ta. Chừng nào anh giành chiến thắng một trò chơi, anh có thể không chỉ giành lại tất cả những thiệt hại mà anh vừa bị mất, mà còn lãi được mấy trăm nghìn. Anh chắc chắn có thể giành chiến thắng ván cờ này, người thanh niên đeo kính nói. Nghe người thanh niên đeo kính nói, người đàn ông đầu đinh đồng ý và nói, như ông nói, cược 1.500.000, tôi đồng ý chơi tiếp. Nói xong, người đàn ông đầu đinh lấy ra 1.500.000 cuối cùng trong ví và đặt nó xuống đất. Sau đó, anh lại chơi cờ với ông già. Dư Hân, em nghĩ tên đầu đinh bằng kia có thể thắng ván cờ này không? Lệ Uy Long muốn kiểm tra trình độ cờ vua của Chu Nhược Mai, trầm giọng hỏi cô. Không được, tên đầu đinh bằng kia nhất định sẽ thua. Chu Nhược Mai cũng nói nhỏ. Người khác đang cá cược tiền đương nhiên sẽ không lớn tiếng, nói nhiều sẽ trở thành phiền phức. Sao em biết anh ta nhất định sẽ thua? Lệ Uy Long hỏi.
Vì nếu anh ta dùng quân tượng ra rìa như người kia nói, thì sẽ tiến đến khu vực tấn công của quân pháo của ông lão. Khi pháo của ông lão quay trở về, xe của tên đầu đinh sẽ không còn nữa. Ván cờ rõ ràng như vậy mà tên đầu đinh kia cũng không nhìn ra, đúng là không biết tự lượng sức mình. Chu Nhược Mai nói. Nghe Chu Nhược Mai nói như vậy, Lệ Uy Long hơi kinh ngạc, hóa ra cô lại rất hiểu thế cờ. Chương 242 bất ngờ. Dư Hân, không ngờ em lại giỏi đến vậy, điều anh không hề hay biết, em lại có thể nhìn ra dễ dàng. Lệ Uy Long giả vờ không hiểu, khen ngợi Chu Nhược Mai. Em đã nói gì nào, em là quán quân trong cuộc thi cờ tướng toàn quốc. Đến cả những thủ thuật vặt vãnh như này mà em còn không biết thì năm đó làm sao em có thể giành quán quân chứ? Chu Nhược Mai đáp. Bị Chu Nhược Mai hỏi ngược lại, Lệ Uy Long không nói nên lời, lẽ nào cô ấy thật sự đã giành được chức vô địch? Chu Nhược Mai lại nói tiếp, những ván cờ đường phố như này đầy rẫy những cái bẫy, chuyên dùng để lừa những kẻ tự cao tự cho rằng mình rất giành chơi cờ. Người thật sự biết chơi cờ thì sẽ không bị mắc bẫy. Bởi vì họ hiểu rõ thế trận như này cùng lắm thì chỉ có thể là hòa, không hề có cách nào đánh thắng được. Vậy cao thủ thực sự thì sẽ thế nào? Cao thủ thực sự có phá giải được thế cờ này không? Lệ Uy Long hỏi. Cao thủ thật sự, đương nhiên là có thể rồi. Chu Nhược Mai trả lời. Vậy nếu để em đánh, thì em có thể giải được tàn cục này không? Lệ Uy Long hỏi tiếp. Chuyện nhỏ, ván cờ này mà để em ra tay thì chỉ cần vài phút là xong ngay. Chu Nhược Mai đáp. Tin được không đấy, Lệ Uy Long bán tín bán nghi. Em đã nói với anh rồi mà, em là quán quân trong giải cờ tướng toàn quốc, là bậc thầy của các bậc thầy cờ tướng. Nói cho anh biết, trước đây em từng đánh cờ với một ông già trên đường phố, thắng liền mười mấy ván, khiến ông ta tức đến ói máu tại chỗ, đưa đến bệnh viện cấp cứu mới sống lại được. Chu Nhược Mai nói, lại có chuyện như vậy nữa ư? Lệ Uy Long có chút kinh ngạc. Đương nhiên rồi, anh nhìn xem em có giống đang khoác lác không? Chu Nhược Mai nói, không giống, Lệ Uy Long đâu có ngốc, qua những phân tích của Chu Nhược Mai, anh đã biết vợ mình là một cao thủ. Nếu không phải là cao thủ thì rõ ràng không thể nào đưa ra nhận xét như vậy được. Trong lúc Chu Nhược Mai thì thầm với Lệ Uy Long, anh chàng đầu đinh đã đi đến nước phi tượng. Ăn, ông ta chỉ chờ có thế, lập tức thu con pháo về ăn con xe chủ lực mà anh chàng đầu đinh dùng để tấn công. Quả nhiên đúng như Chu Nhược Mai dự đoán. Sau khi anh chàng đầu đinh phi tượng, thì đã vô tình dọn đường giúp ông ta kia rút con pháo về ăn mất con xe của anh ta. Anh chàng đầu đinh không hề nghĩ đến việc sau khi phi tượng đến đầu sông, lại tạo nên một pháo đài cho ông ta kia, tự dâng hiến con xe chủ lực của mình. Anh chàng đầu đinh mồ hôi nhễ nhại, thế trận thay đổi chóng mắt, anh ta không biết nên đánh tiếp như thế nào, tay cầm cờ bắt đầu run rẩy. Không chút hồi hộp, sau vài nước đi, anh chàng đầu đinh lại thua. Chỉ vỏn vẹn vài phút mà đánh thua liền ba ván, anh chàng đầu đinh mất hết 2.400.000 đồng, lúc này anh ta chỉ biết chết lặng. Làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Anh ta như một kẻ khờ, cứ lẩm bẩm một mình. Lúc này, người đàn ông đeo kính cố tỏ vẻ hết sức đau lòng, tiếp thay cho người chơi không đủ giỏi mà nói rằng, người anh em, tôi phải nói thế nào với cậu đây? Cậu chưa hiểu cách tùy cơ ứng biến, cậu quá do dự thiếu quyết đoán. Lúc nãy, cậu phi tưởng. Ông ta ăn mất con xe của cậu, con pháo của ông ta không còn bị uy hiếp nữa. Cậu không cần phải quan tâm làm gì, cậu phòng thủ làm cái gì. Cậu chỉ cần xông lên, tấn công ồ ạt, thì tức khắc ông ta sẽ thua. Rút ra bài học từ trận thua này, đấu tiếp với ông ta thêm một ván nữa. Nhưng mà, tôi đã thua sạch rồi, đâu còn tiền nữa mà đánh tiếp. Anh chàng đầu đinh dầu dĩ. Lúc này, người đàn ông tiếp lời, nếu cậu vẫn muốn chơi. Thì cậu cũng có thể chuyển tiền qua ví điện tử Momo mà. Thôi bỏ đi, thế cờ này biến hóa khôn lường. Tôi không chơi nữa, thua thì đã thua rồi. Cuối cùng, anh chàng đầu đinh cũng nhận ra năng lực đánh cờ của bản thân có hạn, không dám tiếp tục vứt tiền qua cửa sổ nữa. Khi thấy anh chàng đầu đinh không còn tiền để chơi tiếp, ông ta kia liền nói với những người xung quanh, ai muốn chơi thì nhanh lên, nếu không thì sẽ thay đổi cục diện ván cờ. Người xung quanh thấy anh chàng đầu đinh đánh thua nhiều tiền như vậy. Không ai dám chơi cờ với ông ta. Toàn bộ im lặng, không ai dám lên tiếng. Lúc nãy, những gì mà Chu Nhược Mai và Lệ Uy Long nói, ông ta đều nghe rõ mồn một, khi thấy không ai dám đánh nữa, liền quay qua nói với Chu Nhược Mai, cô gái đằng sau kia, không phải cô tự nói mình rất giỏi ư. Lại đây chơi vài ván nào. Mấy ván cờ tép diêu như này, nếu để tôi đánh, sợ rằng ông tức ói ra máu,
nên thôi khỏi chơi thì hơn. Chu Nhược Mai lên tiếng. Trong bầu không khí im lặng lúc đó, mọi người có mặt đều nghe thấy những lời nói ngông cuồng của Chu Nhược Mai, tất cả đều hướng mắt về cô. Khẩu khí của cô thật lớn, nếu đã lợi hại như vậy, có dám chơi với tôi vài ván không? Ông ta nói, tôi mà đã chơi cờ thì ngay đến cả bản thân tôi cũng phải sợ. Tôi lo là sẽ làm ông tức chết, tôi không muốn làm hại ai cả, vậy nên thôi đi. Chu Nhược Mai nói. Lời nói của Chu Nhược Mai lập tức tạo ra một tràng cười giòn giã, ai cũng cho rằng cô quá đỗi khoác lác. Chương 243 chơi cờ. Cô gái trẻ, tôi thấy cô vốn chẳng có tài cán gì cả, rõ ràng là chỉ biết khoác lác. Con gái như vậy là không tốt đâu. Nếu cô thực sự có khả năng, hãy cùng tôi chơi một ván cờ để chứng minh cho mọi người thấy, được không? Ông lão nói. Tôi khuyên ông đừng ép phải ra tay, nếu không ông sẽ chẳng còn tin vào cuộc đời này đâu. Chu Nhược Mai đáp. Đừng khoác lác nữa, nếu thực sự lợi hại như vậy, hãy chơi cùng tôi một ván cờ tiền triệu. Nếu cô không dám thì ngậm miệng lại, đừng ở đây ăn nói hồ đồ, ra vẻ ta đây, ông lão khiêu khích. Lúc đó, một người đàn ông đeo kính cũng lên tiếng, đúng vậy, không có tài cán thì ở đây khoe khoang cái gì. Nếu thực sự có năng lực, hãy chứng minh cho mọi người thấy đi. Trông cô không có vẻ giống một người thiếu tiền nhỉ, chỉ mất 3 triệu thôi mà. Chu Nhược Mai tức giận nói, được, là các người ép tôi, đợi lát nữa thua hết tiền thì đừng trách tôi. Lệ Uy Long cũng muốn xem kỹ năng đánh cờ của Chu Nhược Mai nên dĩ nhiên anh sẽ không ngăn cản cô. 3 triệu đối với anh và Chu Nhược Mai chẳng đáng là bao. Chu Nhược Mai lấy 3 triệu ra từ trong túi sách, ném lên bàn cờ đặt cược. Ông lão thấy thế hớn hở, lập tức xếp bàn cờ lại, sau đó lấy ra 3 triệu, đặt xuống đất. Cô có giỏi thì thắng hết tiền của tôi đi, bắt đầu đi. Được. Nhưng tôi muốn nói trước rằng một khi tôi đã hạ quyết tâm thì hoàn toàn có thể đánh bại tất cả. Dư Vũ Hinh nói. Ngay khi nghe được lời này từ Dư Vũ Hinh, những người xem đột nhiên phá lên cười, bàn luận sôi nổi. Não của mỹ nhân này có vấn đề hay sao? Những lời của cô ấy nói ra thật quá kiêu ngạo. Chắc chắn đồ ngốc, một đứa con gái làm sao có thể biết đánh cờ. Đúng là có tiền nhưng ngốc nghếch, một cô gái trẻ làm sao có thể đấu lại một cao thủ chơi cờ lão luyện được. Cô gái này trông thật xinh đẹp mà không hiểu sao lại ngớ ngẩn đến vậy. Hóa ra mỹ nữ không hề có não. Chu Nhược Mai bỏ ngoài tai những lời chế nhạo của người khác và bắt đầu chơi cờ một cách bình tĩnh. Nước cờ của Chu Nhược Mai luôn đi chéo, không theo thông lệ, ngoài dự đoán của mọi người, ai cũng không thể biết gái này rốt cục đang làm gì. Không đi theo thông lệ thì đã đành, còn để ông lão ăn rất nhiều quân cờ của cô. Nhìn thấy các nước cờ của Chu Nhược Mai quá tệ, giống như người không biết chơi cờ. Người xem không khỏi bàn tán. Trình độ như thế này còn dám ngạo mạn nói ra những lời vừa rồi. Đúng, tệ quá, trình độ của tôi còn hơn cô ấy nhiều mà chưa dám cá cược. Người có trình độ như cô ấy, tôi có thể tìm được cả một xe. Đánh cờ thế này mà thắng thì tôi sẽ bò trên đất, học tiếng chó sủa. Khi Chu Nhược Mai nghe thấy những lời mỉa mai từ đám đông, cô vẫn bình tĩnh và thản nhiên tiếp tục chơi theo cách của mình. Lệ Uy Long thấy Chu Nhược Mai ngày càng có ít quân cờ, tình hình càng lúc càng nguy cấp, trong lòng không khỏi lo lắng cho cô. Ông lão và người đàn ông đeo kính thấy Chu Nhược Mai chơi cờ không có quy tắc, rõ ràng là chơi bừa, ngu xuẩn để bị mất nhiều quân cờ như vậy, bọn họ trong lòng vô cùng vui mừng. Mặc dù Chu Nhược Mai đã đi xa dự đoán của ông lão và người đàn ông đeo kính, không tuân theo thông lệ như họ đã nghĩ, nhưng họ vẫn không hề có một chút lo lắng rằng mình sẽ thua cuộc. Đó là bởi vì nước cờ của Chu Nhược Mai hoàn toàn không có bất kỳ bẫy dập nào, đó là cách mà những người không hiểu về cờ thường chơi. Chỉ cần là người có hiểu biết một chút về cờ vua, đều sẽ không bất chấp tấn công mà không đề phòng, để mất nhiều quân cờ như vậy. Ông lão và người đàn ông đeo kính trong lòng nghĩ thầm, đêm nay mình thật may mắn, gặp được người vừa ngu vừa giàu, đêm nay nhất định sẽ phát tài. Ngay khi họ nghĩ như vậy, Chu Nhược Mai đột nhiên nói, chiếu tướng, thắng. Chương 244 một đòn chiến thắng. Ông ta liền kinh ngạc, nhìn chân chối, quả nhiên bị đánh úp không kịp trở tay, triệt cả đường sống. Cùng với ông ta, người đàn ông đeo kính cũng mắt chữ A mồm chữ O, chuyện này sao có thể? Những người xung quanh vô cùng sửng sốt, nhìn thấy quân đỏ không còn khả năng đánh trả, cứ đi loạn xạ, bất thình lình, Chu Nhược Mai lấy quân mã chiếu tướng, tuyệt hết đường sống. Ngay cả Lệ Uy Long cũng ngạc nhiên. Khả năng đánh cờ của anh cũng rất cao siêu, nhưng anh không thể hiểu được cách bày binh bố trận của Chu Nhược Mai.
vừa rồi anh còn tưởng rằng Chu Nhược Mai nhất định sẽ thua, nhưng không ngờ rằng cô có thể đánh trả, ra đòn bất ngờ, một chiêu liền thắng. Đây mới chính là thế đánh bất ngờ, giành thắng lợi trong gang tấc. Ông ta không can tâm, chăm chú nhìn ván cờ, xem thử còn cách nào để cứu vãn tình thế. Thế cục như này, ông ta đã tính toán kỹ càng, cùng lắm chỉ có thể hòa mà thôi, nhưng chỉ với một nước đi bừa của cô gái này, tại sao lại có thể bị giết chết như vậy? Sau khi quan sát một lúc lâu, ông ta nhận thấy mình thực sự đã bị chiếu tướng rồi, không còn chút cơ hội cứu vãn cục diện. Những người vừa nãy mở miệng chế nhạo Chu Nhược Mai, lúc này chỉ biết cứng họng, không gian trở nên yên lặng. Số tiền này tôi có thể lấy đi rồi chứ? Chu Nhược Mai hỏi. Cầm lấy đi, ông ta không còn cách nào khác, bây giờ có rất nhiều người đang nhìn, ông ta không dám lật lọng, chỉ có thể nhận thua để Chu Nhược Mai đem tiền đánh cược đi. Chu Nhược Mai thắng được tiền cũng chả hề tỏ ra vui vẻ gì, đối với cô mà nói, 3 triệu này không đáng là gì cả. Nhìn thấy Chu Nhược Mai thắng tiền, những người chơi thua lúc nãy lại cảm thấy vui sướng, giống như chính bản thân họ cũng là người thắng tiền, cảm thấy đã cơn tức trong lòng. Lệ Uy Long cũng rất vui, vì cuối cùng anh cũng đã chứng kiến được tài nghệ đánh cờ của Chu Nhược Mai. Chúng ta đánh thêm ván nữa đi, ông ta cảm thấy lúc nãy hoàn toàn là do Chu Nhược Mai ăn may, đi bừa mà thắng thôi. Nếu cô ta dám chơi thêm ván nữa, nhất định bản thân sẽ thắng, lấy lại số tiền vừa thua. Ông hứa sẽ không tức giận nôn ra máu, tôi mới dám tiếp tục chơi với ông. Chu Nhược Mai thoáng thấy sắc mặt của ông ta có chút nhợt nhạt, lo lắng bi kịch ông ta bị làm cho tức ói máu trước đây lại tái diễn thêm một lần nữa, cho nên không dám đánh tiếp. Không sao, từng này tiền có thua cũng chẳng hề hấn gì. Ông ta đáp, vậy thì tôi sẽ chơi tiếp ván nữa với ông. Chu Nhược Mai cũng lâu rồi không đánh cờ, bây giờ lại có hứng thú, trong lúc buồn chán, chơi với ông ta một lúc cũng chả sao. Tốt, chúng ta chơi lớn một chút, 3 triệu thì chán quá, tăng thêm 3 triệu nữa, 6 triệu mỗi ván, thế nào? Ông ta nói, từ cách ăn mặc của Chu Nhược Mai, ông ta đoán định cô là người có tiền, không những muốn lấy lại số tiền thua lúc nãy mà còn muốn thắng thêm 3 triệu nữa. Tôi thấy 6 triệu quá ít, không có thú vị, hay là thêm ít nữa? Chu Nhược Mai nói. Ông ta sửng sốt một lúc, những tưởng ván cờ 6 triệu sẽ khiến Chu Nhược Mai không dám cá cược, nào ngờ người ta còn chê ít, quả đúng thật là người có tiền. Bao nhiêu tiền mới là con số hấp dẫn với cô đây? Ông ta hỏi. 30 triệu một ván cờ, ông thấy thế nào? Chu Nhược Mai hỏi. Hôm qua, sau khi đưa 6 triệu tiền mặt cho Tiết Vũ Đình thì hôm nay cô lại lấy ra tầm 30 triệu tiền mặt để phòng thân. Nếu đã chơi thì phải chơi lớn một chút mới thú vị. Dù sao thì tiền của ông ta cũng từ lừa lọc người khác mà có, đánh thắng được số tiền đó, cũng chẳng có gì phải áy náy cả. Ông ta vã mồ hôi hột, không ngờ rằng Chu Nhược Mai lại chơi lớn như vậy. Từ ngày trong nghề đến nay, chưa từng đánh cược số tiền lớn như này. Tuy nhiên, nghĩ đến Chu Nhược Mai không biết chơi cờ, lúc nãy chỉ là do ăn may mới thắng được, liền cắn răng quyết định liều mình một phen, nói rằng, được, nhưng có điều, ta sẽ xếp lại một thế cục mới. Gặp được cô gái vừa ngốc nghếch vừa nhiều tiền như này, tất nhiên ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Ông ta cũng mang theo mười mấy triệu trong người, cộng với số tiền hôm nay thắng được, gom góp lại cũng đủ 30 triệu. Không thành vấn đề, ông muốn xếp như nào thì tùy ông, tôi chẳng sợ. Chu Nhược Mai nói. Tốt, ông ta xếp một thế cục hoàn toàn mới. Chương 245 thua liên tiếp. Sau khi xếp xong tàn cục, ông ta nói, cô muốn quân đỏ hay quân đen? Chu Nhược Mai xem qua một lát, nhận thấy tàn cục khá ổn, cho dù chọn quân nào đều có thể đánh thắng, liền nói, sao cũng được, tôi thì vẫn chọn quân đỏ. Được rồi, trước tiên lấy tiền ra đặt ở trên mặt đất đi. Ông ta sợ Chu Nhược Mai không có tiền, vì vậy kêu cô lấy tiền ra trước. Chu Nhược Mai trực tiếp lấy trong túi sách của cô ra 30 triệu, đặt xuống đất. Ông ta gom góp được 30 triệu rồi đặt chung với số tiền của Chu Nhược Mai. Khi Lê Uy Long nhìn thấy Chu Nhược Mai và ông ta ngang nhiên đặt tiền, đánh bạc ngoài đường, không khỏi phì cười. Nếu Ánh Hạ nhìn thấy điều này, liệu hai người đang đánh bạc kia có bị bắt không nhỉ? Tuy nhiên, nhìn thấy vợ mình đang rất vui vẻ, Lê Uy Long cũng không muốn làm cô mất hứng, Ánh Hạ không dễ gì trùng hợp xuất hiện bất ngờ ở đây như vậy đâu. Cho dù Chu Nhược Mai có đánh thua hết số tiền này, Lê Uy Long cũng sẽ không để bụng, miễn là cô thấy vui là được. Khi thấy Chu Nhược Mai và ông ta đánh cược lớn như vậy, những người xung quanh đều không dám bình luận, sợ rằng lát nữa nếu người nào đánh thua sẽ quay lại trách móc họ nói quá nhiều.
im lặng xem cờ, quy tắc này, không ai không hiểu. Và lại, bọn họ đều biết rõ có những người sau khi đánh thua liền chút giận lên những kẻ nói năng lung tung. Sau khi đặt cược, Chu Nhược Mai chơi cờ với ông ta. Chu Nhược Mai vẫn không tuân theo bất kỳ quy luật đánh cờ nào cả, trong mắt người ngoài cuộc, cô chỉ biết đi một cách mù quáng, hoàn toàn không phù hợp với lối đánh thông thường. Mỗi nước cờ của cô luôn chứa đầy bất ngờ. Nhìn thấy Chu Nhược Mai với lối đánh bất thường, vượt ra ngoài cả dự đoán, ông ta bắt đầu có chút hoang mang. Đây là lần đầu tiên ông ta đặt cược lớn như vậy, ông ta không dám khinh suất nên mỗi nước đi phải hết sức dè dặt, rất thận trọng. Tuy nhiên, Chu Nhược Mai đã làm rối thế trận mà ông ta dày công tính toán trước đó, cô dửng dưng dâng quân cờ của mình cho ông ta, nhưng những con cờ còn lại của cô vẫn rất uy lực, từng bước đè ép ông ta. Đi được vài nước, ông ta không biết phải đối phó thế nào nữa. Cục diện hiện tại không còn là cục diện mà ông ta tính toán trước đó nữa rồi, chỉ biết đánh đến đâu hay đến đó mà thôi. Sau 7-8 nước đi, ông ta chỉ có thể cầm cự chứ không thể phản công đánh trả. Trán ông ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, và tay cầm cờ cũng run lên. Đi được mười mấy nước, Chu Nhược Mai dùng pháo tấn công, hô lớn, chiếu tướng. Ông ta toàn thân run rẩy, sắc mặt tái mét, nhìn chằm chằm vào ván cờ. Người đàn ông đeo kính lại há hốc mồm, dán mắt vào ván cờ. Bởi vì trong số tiền dùng để đặt cược của ông ta kia cũng có phần tiền của anh ta, mà anh ta vẫn chưa được chia chác chút nào. Những người xung quanh nhìn thấy Chu Nhược Mai lại thắng thêm lần nữa, ai nấy đều náo động. Không ai hiểu được nước đi của cô, bất thình lình thì cô đã chiếu tướng. Lệ Uy Long một lần nữa được chứng kiến cách đánh cờ xuất quỷ nhập thần của cô, cuối cùng mới nhận ra những lời nói trước đây của Chu Nhược Mai không hề bịa đặt chút nào mà hoàn toàn là sự thật, chả trách cô chỉ lo ông ta kia tức giận mà ói máu. Xem ra, cô ấy nói năm xưa từng khiến một ông già đánh cờ trên đường phố tức đến ói máu là có thật. Ông lại thua rồi, vậy tôi lấy tiền đi nhé. Chu Nhược Mai biết rằng ông ta không còn cách nào cứu vãn cục diện, liền cầm lấy 60 triệu trên mặt đất. Khoan đã, ông ta đột nhiên quát lớn. Chương 246 thua lớn. Ông còn chờ gì nữa? Chu Nhược Mai hỏi. Sao cô lại phải gấp gáp lấy tiền như vậy? Có thể để tôi suy nghĩ xem thử còn cách nào cứu được quân cờ này không đã? Ông ta thẹn quá hóa giận mà nói. Đó là 30 triệu đó. Cứ thế mà thua, ông ta thật sự không cam lòng để mất toi đống tiền, muốn nhìn thêm chút nữa xem có còn cách nào cứu vãn không. Vậy thì ông cứ từ từ mà nghĩ đi, nếu ông có thể nghĩ cách cứu được thế cờ, tôi sẽ trả tiền lại cho ông. Mặc dù nói vậy nhưng Chu Nhược Mai biết chắc chắn rằng chẳng có cách nào cứu được ván cờ này nữa, vì thế cô liền tự mình cất tiền vào túi. Lão già và người đàn ông đeo kính bắt đầu chăm chú nhìn vào ván cờ và suy nghĩ. Tuy nhiên, lúc này rõ ràng đã bị chiếu tướng mọi phía, không có cách nào để phá giải. Lúc này, một số người vây xem lần lượt nói. Nhận thua đi, không còn đường rồi, cho dù là thần tiên cũng không cứu được. Đúng vậy. Các chơi kết hợp quân pháo và quân mã này chính là đòn đánh kinh điển, căn bản là không có cứu được rồi, ông còn suy nghĩ cái gì? Lão già này không phải là muốn quỵt nợ đấy chứ? Nếu không có tiền trả thì đừng bày đặt đánh cờ. Sắc mặt ông lão đỏ lên rồi lại trắng bệch, ông ta cũng biết ván này này không cứu được, không thể làm gì khác hơn là đành phải nhận thua, ván cờ này, đích thực là tôi đã thua. Nếu ông cũng đã chịu nhận thua, vậy thì tôi đi trước đây. Chu Nhược Mai thấy sắc mặt ông lão càng ngày càng khó nhìn, cô không muốn tiếp tục chơi cờ cùng ông ta nữa. Không được đi, tôi còn muốn cùng cô chơi một ván nữa. Ông ta đã liên tục thua hai ván, hơn nữa thua 11 vạn tệ, trong lòng đã cực kỳ giận dữ. Còn muốn chơi một ván nữa? Ông còn có tiền để chơi cùng tôi sao? Chu Nhược Mai hỏi. Tôi vẫn còn tiền trong tài khoản ngân hàng. Nếu như tôi thua, tôi có thể chuyển tiền cho cô. Ông lão nói. Ông ta đã thua nên đầu óc cũng mê muội chỉ muốn lấy lại tiền về. Hay là thôi đi, ta không muốn thắng ông quá nhiều tiền. Chu Nhược Mai trả lời, trước đó ông chơi cờ cùng ông lão này, chẳng qua là nhất thời hứng thú, muốn chơi một chút, cũng không phải mục đích là thắng tiền. Bây giờ cô đã thắng được hơn 30 triệu, cô thật sự không muốn thắng quá nhiều, kẻo tránh làm cho ông lão này tức chết, vậy thì sẽ phiền toái lớn. Không được, cô thắng tôi nhiều tiền như vậy liền muốn rời đi. Không dễ dàng như vậy đâu, ông lão giận dữ nói. Cô không thể vừa thắng liền bỏ đi, phải chơi một ván nữa mới có thể đi. Người đàn ông đeo kính cũng hung hãn nói theo. Chu Nhược Mai thấy ông lão và người đàn ông đeo kính cùng tức giận, nhất thời có chút hơi sợ.
vợ tôi muốn đi, ai có thể ngăn cản. Lúc này, Lệ Uy Long ung dung tiến lên, nắm lấy tay Chu Nhược Mai, mạnh mẽ nói. Cậu muốn đem vợ cậu rời khỏi đây, thì phải để số tiền thắng ấy ở lại, mới có thể đi được. Người đàn ông đeo kính nói. Vợ tôi chính là thắng tiền ông lão kia, liên quan gì đến anh sao? Lệ Uy Long hỏi ngược lại. Người đàn ông đeo kính nhất thời ngậm miệng không trả lời được. Hay anh đây lo lắng như vậy, không biết chừng là cùng ông già này một phe đấy chứ? Lệ Uy Long mỉa mai nói. Người đàn ông đeo kính thấy Lệ Uy Long vạch trần mình và ông lão theo một phe, nhất thời là thẹn quá thành giận, cậu chớ có ngậm máu phun người, tôi làm sao có thể cùng ông ta là một phe được. Nếu như anh không phải cùng ông già kia một phe, vợ tôi thắng tiền và rời đi, thì việc gì anh nóng nảy như vậy làm gì? Lệ Uy Long bình tĩnh nhìn gã hỏi. Gương mặt người đàn ông đeo kính từ đỏ lại chuyển sang trắng, không nói được lời phản bác nào. Chương 247 hùng hổ. Những người xung quanh nghe thấy Lệ Uy Long nói, bất chợt như tỉnh dậy từ giấc mơ, thì ra người đàn ông đeo kính này là cùng hội với ông lão đó. Thì ra người đàn ông đeo kính này là tay trong, thảo nào vừa rồi cứ xúi giục chúng ta chơi cờ với ông già đó. Tôi hiểu ra rồi, ban nãy ông già cố ý thả vài nước, để người đàn ông đeo kính thắng vài trận, mục đích là để lừa chúng ta. Tiếc là chúng ta hiểu ra thì đã muộn rồi, tiền đều thua hết vào túi bọn họ rồi. Hai kẻ này thật đáng ghét, dám đóng kịch để lừa chúng ta. Mọi người lần lượt nói, nghĩ lại tất cả những biểu hiện của người đàn ông đeo kính, cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra rằng, người đàn ông đeo kính và lão già kia là cùng một ruột. Những người này đều là dân thường quanh đây, vì thế họ đều không biết Chu Nhược Mai và Lê Uy Long. Thằng nhãi, mày đừng đổ oan cho người khác, không bằng chứng mà dám vu khống tao và lão già kia là cùng một ruột, khiến những người không hiểu rõ chuyện này hiểu lầm, mày chết chắc rồi. Người đàn ông đeo kính hùng hổ nói, thua trắng số tiền cho Chu Nhược Mai, anh ta đã sớm đã tức như lửa đốt trong lòng rồi, đúng lúc không biết chút vào đâu, liền định chút vào Lê Uy Long. Đây là lần đầu tiên anh ta và ông lão hợp tác mà thua nhiều tiền như thế, không làm anh ta nổi trận lôi đình mới là lạ. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng động vào tôi, nếu không anh sẽ phải hối hận đó. Lê Uy Long đương nhiên không thèm để mắt tới người đàn ông đeo kính. Nếu mày không muốn chết thì để vợ mày đấu lại với ông lão một trận, bằng không đừng trách tao không khách sáo. Người đàn ông đeo kính lúc này đã bộc lộ bản chất, không sợ những người xung quanh biết anh ta và ông già là một hội nữa. Chu Nhược Mai thấy người đàn ông đeo kính hùng hổ ép người, sắp sửa đánh nhau với Lệ Uy Long, cô không muốn làm lớn chuyện đành nói, đừng cãi nhau nữa, tôi và ông lão chơi lại một ván là được rồi. Cô không phải lo Lệ Uy Long đánh không lại người đàn ông đeo kính, mà là lo người đàn ông đeo kính sẽ chết dưới tay Lệ Uy Long. Coi như cô thức thời, vậy chúng ta nhanh chóng bắt đầu thôi. Nhìn thấy Chu Nhược Mai thỏa hiệp, lửa giận của người đàn ông đeo kính mới vơi đi một chút. Khi Lệ Uy Long thấy Chu Nhược Mai đồng ý chơi một ván nữa, anh liền thuận theo cô, không thèm ra tay với loại tép siêu như người đàn ông đeo kính. Anh đã biết kỹ năng đánh cờ vô song của Chu Nhược Mai, nên không lo lắng rằng cô sẽ thua. Người đàn ông đeo kính và ông lão nhất quyết bắt Chu Nhược Mai cá cược thì anh cũng không cản. Tôi có chuyện muốn nói trước, đây thực sự là ván cuối cùng. Bất kể ai thắng ai thua, sau khi chơi xong trò chơi này, tôi phải rời đi. Chu Nhược Mai nói. Không sao, sau trận đấu này, nếu cô muốn đi thì tôi cũng sẽ không cản, tôi sẽ bày ra một trận cờ cho cô chọn. Ông lão nói. Mấy thế cờ rách nát đó căn bản không làm khó được tôi. Để khiến ông tâm phục khẩu phục. Chúng ta không chơi giải thế cờ nữa, tôi sẽ nhường ông hai quân xe của tôi, thấy thế nào? Chu Nhược Mai nói. Cái gì, cô dám nhường tôi hai quân xe? Ông lão đã vô cùng ngạc nhiên. Đúng rồi, tôi sẽ nhường ông hai quân xe, ông có dám chơi với tôi không? Chu Nhược Mai hỏi. Tôi đương nhiên dám, ông lão vui vẻ, còn ả này đúng là ngông cuồng, dám nhường đi hai quân xe, đây rõ ràng là muốn cho ông ta tiền mà. Từ khi sinh ra đến giờ chưa từng thấy ai nhường người khác hai quân xe, thậm chí một quân xe cũng không ai dám cho, vậy mà bây giờ cô gái này lại còn hống hách muốn nhường hai quân xe, cô ta đúng là bê con mới sinh không sợ hổ, quá kiêu ngạo. Được rồi, như vậy đi, đừng nói là tôi không cho ông cơ hội, nếu đã nhường ông hai quân xe rồi mà vẫn không thể thắng được tôi thì chỉ có thể trách ông đánh cờ quá kém. Chu Nhược Mai nói, với trình độ như của ông lão, thật ra cô có thể nhường vài con tốt nữa mà vẫn có thể thắng, nhưng cô không muốn phiền phức như vậy, cho nên chỉ nói nhường hai quân xe để thắng nhanh rồi rời đi. Được rồi,
Cô đã nhường hai xe cho tôi, vậy tôi muốn đánh cược với cô 60 triệu. Lúc này ông lão rất tham lam, không chỉ muốn đoạt lại toàn bộ 33 triệu mà những ván trước thua, mà còn muốn thắng thêm một số tiền lớn. Chương 248 tiếp tục cá cược. Đặt cược bao nhiêu cũng không sao, tôi chỉ sợ ông sẽ hộc máu nếu thua nhiều tiền đấy. Chu Nhược Mai không ngờ ông lão lại tăng số tiền đặt cược lên tới 60 triệu một ván. 2 vạn tệ, cô cũng chẳng lo lắng gì, cho dù phải cược 2 triệu tệ, cô cũng dám. Vì cô tự tin tuyệt đối sẽ thắng. Cô chỉ lo ông lão sẽ hộc máu sau khi thua cuộc thì bi kịch năm nào sẽ lặp lại. Đừng lo lắng, làm sao tôi có thể hộc máu được chứ? Ông lão nói, ông ta cũng tự tin sẽ thắng được Chu Nhược Mai, không có chuyện tiền mất tật mang, lại còn nôn ra máu ư, thật nực cười. Vậy thì bắt đầu đi, Chu Nhược Mai chỉ muốn nhanh chóng xuất trận, cô không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Được, ông lão bắt đầu đánh cờ. Chờ một chút, lúc này, Lệ Uy Long đột nhiên nói. Còn chờ gì nữa, ông già hỏi. Rút tiền ra trước đã, nếu không, nếu thua thì ai biết được ông có tiền không? Lệ Uy Long nói, mặc dù trong mắt anh, 60 triệu không đáng là bao, nhưng vì là cá cược nên anh sẽ cảm thấy không vui nếu thắng mà không nhận được tiền. Nếu tôi thua, tôi sẽ dùng Momo để chuyển khoản cho vợ cậu sau. Ông già nói. Không được, phải bỏ tiền mặt ra trước khi đánh bạc. Lệ Uy Long nói, anh lo lắng nếu lão thua sẽ nuốt lời, cũng không chuyển khoản, anh lại phải đi nhắc ông ta chuyển khoản, thế thì phiền phức quá. Việc vợ anh đánh bạc với người khác ngoài đường đã mang tiếng xấu rồi nhưng anh không ngăn cản. Nhưng mà nếu sự việc trở nên lớn hơn thì ảnh hưởng sẽ càng lớn nữa. Vì vậy, anh chỉ muốn Chu Nhược Mai cầm tiền và rời đi ngay sau khi chiến thắng, không để thêm phiền phức. Anh không ngăn cản vì chỉ để xem kỹ năng đánh cờ của Chu Nhược Mai khó lường đến mức nào. Thật phiền phức khi lấy tiền mặt, lãng phí thời gian hết sức. Ông lão nói, có một máy rút tiền ở đó, nó rất tiện lợi. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Ông có thể rút tiền ra trước khi đánh bạc. Lệ Uy Long chỉ vào máy rút tiền gần quảng trường và nói. Ông lão không còn cách nào khác, đành phải nói với người đeo kính, kính cận, đi lấy 60 triệu đưa cho tôi. Biệt danh của người đàn ông đeo kính được gọi là kính cận. Ông già không muốn tự đi rút tiền, vì ông sợ rằng Chu Nhược Mai và Lệ Uy Long sẽ bỏ trốn khi ông đi rút tiền. Nhìn thấy 60 triệu sắp đến trước mặt, ông sẽ không bao giờ để mất nó. Được rồi, người đàn ông đeo kính này biết tài đánh cờ của ông lão, anh ta cho rằng nếu Chu Nhược Mai mất hai con xe, ông lão sẽ thắng thôi. Vì vậy anh ta không quan tâm đến việc bị mọi người nghĩ anh ta và lão cùng một nhóm, lập tức đến máy rút tiền để rút tiền. Những người đứng xem nhìn thấy người đàn ông đeo kính đi rút tiền cho ông già, họ càng chắc chắn rằng anh ta và ông lão cùng một nhóm. Không biết nhau thì rút tiền thế nào được. Một lúc sau, người đàn ông đeo kính lấy 60 triệu và đặt xuống. Tiền của tôi đã ở đây rồi, cô cũng nên lấy ra chứ. Ông lão cũng lo lắng Chu Nhược Mai sẽ không đưa tiền nếu cô thua nên ông ta cũng yêu cầu cô lấy tiền ra. Được rồi, Chu Nhược Mai lập tức lấy ra 60 triệu trong túi xách ra và đặt lên bàn. Được rồi, chúng ta bắt đầu. Ông lão nóng lòng, chỉ cần thắng ván này, ông ta có thể giành lại những gì đã mất trước đó, và còn có thể kiếm được 9.000 lợi nhuận ròng. Chu Nhược Mai bắt đầu đánh cờ. Cô vừa chơi vừa nói, ban đầu tôi không muốn để ông đi, nhưng ông ép buộc ta, hơn nữa còn đặt cược lớn như vậy, tôi thật sự không muốn thắng ông quá nhiều tiền đâu. Đừng nói nhảm nữa, chúng ta bắt đầu đi. Ông lão tự tin rằng mình thừa cơ hội chiến thắng. Chu Nhược Mai đã nhường hai quân xe, ông ta cảm thấy chỉ cần ông ta lấy hết con sĩ của cô ta nữa, cô ta sẽ không còn gì để đi, để xem cô ta thắng thế nào đây. Chu Nhược Mai nhường hai quân xe. Sau đó không nói gì nữa và bắt đầu di chuyển. Vì mức cược quá lớn nên đã thu hút rất đông người qua lại xem. Họ chưa từng thấy ai cá cược ván cờ giữa đường với giá 60 triệu, cũng chưa từng thấy người nào dám nhường hai con xe với một ông lão. Người xem thấy số tiền đặt cược quá cao nên họ cũng chỉ lặng lẽ quan sát, không dám nói nhiều. Chương 249 thắng áp đảo. Chu Nhược Mai mặc dù nhường hai quân xe, nhưng cô tấn công rất dữ dội, liên hoàn. Ông lão luôn tìm cơ hội nhưng vẫn không thể chiến thắng. Ông ta có nhiều hơn Chu Nhược Mai hai quân xe, nhưng hai quân mã và hai quân pháo của Chu Nhược Mai đã tấn công đến rồi, hai quân xe của ông ta không có cơ hội đi ra ngoài, chỉ đành ở nguyên vị trí. Sau chưa đầy 10 nước cờ, ông lão đã bị Chu Nhược Mai khống chế. Tuy ông ta có thêm hai quân xe, nhưng không thể tấn công, thì có ích gì?
Chu Nhược Mai áp bách từng bước một, ông lão bị khống chế liên tục lùi về phía sau, chỉ có thể tự vệ, không thể tấn công. Một lúc sau, quân tốt của Chu Nhược Mai cũng lần lượt vượt sông. Ngay từ đầu, ông lão đã không hề có chút phản kháng nào, ông ta toát mồ hôi hột. Ông ta có quá nhiều quân sĩ, tấn công không hết cũng không có tác dụng gì mà có vẻ hơi vướng víu. Nhưng Chu Nhược Mai vẫn liên tục công kích mãnh liệt, mỗi một quân tốt đều đóng vai trò cực kỳ quan trọng, khắp nơi đều là bẫy dập, chỉ cần ông lão hơi bất cẩn là sẽ thua. Khi Lê Uy Long thấy Chu Nhược Mai nhường hai quân xe mà vẫn có thể ép cho ông lão không thể đánh lại, anh thật sự khâm phục tài đánh cờ của cô. Sau mười mấy nước cờ, các quân tốt của cô đã đến thành bên kia, các quân sĩ của ông lão bị dồn vào một đống, không thể nhúc nhích. Chu Nhược Mai không ăn quân sĩ của ông lão, chỉ ép ông ta liên tục phải lui quân về phía sau. Lúc này ông lão mới nhận ra mình đã gặp phải cao thủ, chẳng trách còn dám nhường hai quân xe. Giờ đây ông ta mới hiểu được nhiều quân sĩ đôi khi không phải chuyện tốt, rất khó để lấy nhiều thắng ít. Người đàn ông đeo kính nhìn thấy ông lão đang nguy cấp, trên người cũng toát mồ hôi hột, sắc mặt vô cùng xấu xí. Đó là 60 triệu đấy, nếu lại thua tiếp thì trong tối nay đã thua tổng cộng 90 triệu rồi. Hơn 90 triệu, phải lừa bao nhiêu người mới kiếm được 90 triệu chứ? Ông lão lúc này bị Chu Nhược Mai áp bách khắp nơi, không thể nhúc nhích, trong lòng càng ngày càng tức giận, hô hấp ngày càng gấp gáp, tay cầm quân cờ cũng run lên. Những người có kỹ năng chơi cờ kém rất dễ bị kích thích rồi bị rát mũi khi chơi cờ. Ông lão chính là người như vậy, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm. Chu Nhược Mai luôn rất bình tĩnh và thoải mái, chơi cờ với người ở trình độ ông lão đúng là thắng quá dễ dàng. Dưới sự tấn công mãnh liệt của Chu Nhược Mai, hàng phòng ngự của ông lão lần lượt lùi về phía sau, đến mức không còn đường đi nữa. Chiếu tướng, ông thua rồi, Chu Nhược Mai nói. Ông lão sững sờ, cả người run lên. Không thể nào, không thể nào, tại sao tôi lại thua được? Không thể nào, không thể nào, ông lão tự lẩm bẩm một mình, vẻ mặt ngày càng tái nhợt. Ván cờ đang ở trước mắt, nếu không phải là thua thì là gì? Chu Nhược Mai nói. Người đàn ông đeo kính cũng không cam tâm mà bắt đầu nhìn chằm chằm vào ván cờ. Xem một hồi, anh ta phát hiện là thật sự không còn cách cứu vãn thế cờ nữa. Trong lòng anh ta hận ông lão này, ngày thường ông lão này luôn kiêu ngạo, tự coi mình là giỏi, bây giờ người ta nhường hai quân xe rồi mà vẫn thắng, khiến anh ta chỉ trong một buổi tối mà mất nhiều tiền như vậy, thật sự là tức muốn chết. Lệ Uy Long thấy Chu Nhược Mai nhường hai quân xe mà vẫn thắng ông lão chỉ trong vòng 20 nước đi, trong lòng rất khâm phục tài đánh cờ của cô. Nếu đã không còn cách nào cứu thế cờ nữa thì tôi lấy tiền đi đây. Vốn dĩ tôi không muốn thắng ông nhiều tiền như vậy, nhưng ông nằng nặc bắt tôi phải cá cược, chuyện này cũng không thể trách tôi được. Chu Nhược Mai nói rồi cầm lấy 120 triệu. Phụt, ông lão đột nhiên phun ra một ngụm máu. Chương 250 tức giận ói máu. Chu Nhược Mai không khỏi kinh ngạc khi thấy ông lão đột nhiên nôn ra máu, chuyện mà cô lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Lệ Uy Long không nghĩ rằng ông lão sẽ giận đến mức nôn ra máu. Xem ra Chu Nhược Mai đã làm cho một lão già tức ói máu rồi. Thua một ván cờ đối với một người như ông lão quả là dễ nảy sinh sự phẫn nộ trong lòng. Tuy nhiên, việc nôn ra máu vì tức giận thì thực sự hiếm thấy. Những người xem đều ngạc nhiên khi thấy ông già nôn ra máu. Họ bắt đầu xì xào bàn tán. Tức đến mức ói ra máu. Xem ra việc để bị thua đối với ông lão thực sự rất khó chấp nhận. Đáng đời, cô gái xinh đẹp này vốn không muốn đánh cược với ông lão. Vậy mà ông ta vẫn nhất định ép họ chơi một hiệp, hơn nữa còn đánh cược lớn như vậy. Đúng vậy, ông lão hẳn đã nghĩ rằng bản thân nhất định sẽ giành phần thắng, nhưng không ngờ rằng mỹ nhân đây lại là một cao thủ. Ngay cả khi vẫn còn hai quân xe, ông ta vẫn để thua. Khó mà trách ai được. Lão già này lừa người rất lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng gặp được một cao thủ. Mất nhiều tiền như vậy. Không nôn ra máu mới lạ. Phải, tôi đã thua rất nhiều tiền vì lão ta. Rốt cục cũng đã có người dạy cho lão một bài học. Tuyệt thật. Ông lão đang nôn ra máu, nghe được những lời của mọi người xung quanh khiến ông ta càng tức giận hơn gấp bội. Cô gái xinh đẹp này đúng là một thiên tài. Không chỉ xinh đẹp, cô ấy còn đánh cờ rất giỏi. Một người tài sắc vẹn toàn như vậy quả là rất hiếm đấy. Phải đấy, thời nay có rất ít người biết chơi cờ. Những cô gái trẻ biết chơi cờ lại càng hiếm, cô gái này thực sự quá tài giỏi và xinh đẹp. Nếu tôi có thể kết hôn với một người hoàn hảo như cô ấy, tôi sẽ luôn thấy cảm ơn cuộc đời này,
Dừng mơ mộng và ngưng ảo tưởng đi, anh không có mắt à, người ta là hoa đã có chủ đó, chồng cô ấy không chỉ cao giáo mà còn đẹp trai nữa. Đúng là một cặp trời sinh. Mọi người vẫn không ngừng bàn tán, những người từng chế nhạo Chu Nhược Mai bây giờ lại không ngớt lời khen ngợi tài năng của cô. Dư Hân, chúng ta đi thôi. Lệ Uy Long thấy ông già chỉ nôn ra máu không có nguy hiểm đến tính mạng, và lại anh cũng không muốn ở lại đây thêm để tránh phiền phức không đáng có, nên bảo Chu Nhược Mai nhanh chóng rời đi. Được, chúng ta đi. Chu Nhược Mai cũng không muốn ở lại, dù sao cá cược ở nơi công cộng là điều không tốt. Nếu ai đó nhận ra anh là chủ tịch của tập đoàn Galaxy và bí mật chụp hình thì chắc chắn sẽ gây ra cơn chấn động dư luận và mang đến nhiều tác động tiêu cực. Nếu còn ở đây, người bên luật pháp đến, có thể họ sẽ bị bắt và danh tiếng sẽ bị hủy hoại. Từng giành giải vô địch giải cờ vua toàn quốc mà lại đi bắt nạt một ông lão trên đường, nếu để những cao thủ cờ vua khác biết được nhất định anh sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Chính vì thế, Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai phải nhanh chóng rời đi. Chu Nhược Mai và Lệ Uy Long vừa đi được vài bước, phía sau bỗng vang lên giọng nói của người đàn ông đeo kính, đứng lại cho tôi. Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai cùng lúc quay lại, nhìn thấy người đàn ông đeo kính đang nhìn bọn họ bằng cặp mắt rực lửa. Anh còn chuyện gì sao? Lệ Uy Long lạnh lùng hỏi. Để lại tiền trước rồi đi, người đàn ông đeo kính hung hãn nói. Khi vợ tôi muốn rời đi thì không ai có thể ngăn cản. Lệ Uy Long lạnh lùng trả lời. Anh vốn chẳng hề để tâm tới tên ngốc hung dữ này. Nếu anh muốn sống thì hãy để vợ anh cầm tiền và giao lại cho tôi. Người đàn ông đeo kính nổi giận đùng đùng. Chúng tôi thắng tiền của ông lão, chứ đâu phải tiền của anh. Sao anh cứ phải làm ầm lên vậy? Lệ Uy Long nói. Tiền của ông lão cũng chính là tiền của tôi. Người đàn ông đeo kính vẫn nói với thái độ vô cùng tức giận. Thì ra là hai người là cùng một ruột. Lệ Uy Long đã biết họ cùng một hội từ rất lâu rồi. Bây giờ anh mới nói ra sự thật này. Đừng ngậm máu phun người. Sao tôi lại cùng hội với ông ta được? Người đàn ông đeo kính dĩ nhiên sẽ chẳng chịu thừa nhận ở nơi công cộng rằng mình với ông lão là đồng bọn. Hai người không cùng hội, vậy sao tiền của ông lão có thể là của anh? Lệ Uy Long nói. Người đàn ông đeo kính nhận ra sự mâu thuẫn trong câu nói của bản thân liền câm nín không nói nên lời. Lúc này, những người xem lại bắt đầu xôn xao. Thì ra hắn ta và ông lão là cùng hội cùng thuyền với nhau. Vô lý, nếu không phải là cùng một ruột, việc mỹ nhân kia thắng tiền của ông lão chẳng liên quan gì đến hắn. Đúng vậy, khi ông lão nhờ hắn lấy tiền tôi đã biết bọn họ cùng một hội. Chẳng trách lúc trước hắn có thể thắng lão già này, hóa ra lão ta cố ý để hắn thắng vài ván rồi khiến chúng ta mắc câu. Hai người họ thật đáng ghét, họ đã câu kết với nhau để lừa gạt chúng ta, khiến chúng ta bị mất nhiều tiền như vậy. Ừ, gã đeo kính này là kẻ lừa đảo chuyên đi dụ dỗ làm cho chúng ta không chút nghi ngờ mà đánh cược với lão già đó. May mà cô gái trẻ xinh đẹp này đã xuất hiện vạch trần thủ đoạn gian xảo của lão già này, làm lão ta tức ói máu, coi như thay chúng ta chút cơn giận trong lòng. Nghe thấy những lời bàn tán từ những người xem, người đàn ông đeo kính đột nhiên nổi giận hét vào mặt Lê Uy Long và Chu Nhược Mai, rốt cục các người định có định trả lại tiền cho tôi không? Rõ là các người đã thua tiền. Sao có thể đòi lại được? Lệ Uy Long nói. Nếu nhất quyết không trả lại tiền, tôi sẽ không khách khí với các người đâu. Người đàn ông đeo kính đã vô cùng tức giận. Anh vẫn muốn số tiền này. Lệ Uy Long nói. Thắng được tiền của tôi chính là cướp, tôi nhất định phải giành lại. Người đàn ông đeo kính hét vào mặt Lệ Uy Long. Tất nhiên Lệ Uy Long chẳng có gì phải sợ con kiến nhỏ này. Anh nhìn người đàn ông đeo kính đang lao tới một cách lạnh lùng. Những người đi đường nhìn thấy người đàn ông đeo kính chuẩn bị đánh người đều sợ hãi bỏ chạy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 250.